cuối cùng cũng hoàn thành rồi đợi đến lúc hạng mục này được phát hành mình có thể thăng chức tăng lương rồi lên làm tổng giám đốc giữ chức ceo cưới được bạch phú mỹ bước chân vào cuộc sống thượng lưu nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi chết tiệt tên lưu manh sếp lớn như vậy rồi còn làm đổ cà phê khoan đã sếp sếp hiểu lầm rồi nghe tôi giải thích đã sếp tôi cũng nên tan làm rồi sếp ơi cứu tôi với Ấy, mình đang ở đâu thế này? Này, ông đừng quá ông định làm cái gì vậy? Ôi mẹ ơi, đây là suy không rồi sao? Đừng có sợ. Ta đã thiến nhiều người rồi. Công còn ăn nhiều hơn ngươi. Ây, tôi không muốn làm. Tôi thật sự không muốn làm thái giám. Đã vào phòng tịnh thân này rồi. Dù sao đi nữa người cũng phải để lại thứ gì đó mới có thể ra ngoài. Ây đợi đợi một chút. Tôi có lời muốn nói. Ngươi nói đi, ngươi có thể làm nhục nhưng không thể giết. Công công, ngài cứ xem tôi như là không khí, được không vậy? Như vậy không được. Trong cung bây giờ đang thiếu người. Nhanh lên nhanh lên nào. Chậm chạp cái gì vậy? Lập tức phải thượng triều rồi. Hôm nay chính là ngày sứ thần Bắc Liêu đến thăm nước ta. Chậm trễ việc thượng triều, ta và ngươi đều mất đầu đấy. Nô tài ra tay luôn nhanh gọn là xong Không ngờ được mình sống như súc vật suốt nửa đời người Cuối đời lại trở thành thái giám Xuất sư vị tiệp thân tiên tử Trưởng sứ anh hùng lệ mãn khâm Khoan đã Bài thơ lúc nãy là do ngươi làm sao Đúng đúng là vậy Sư thần Bắc Liêu có một tài năng tuyệt vời Bệ hạ vì việc này mà ưu phiền. Ngươi mà xuống giao này, ít cũng phải 10 ngày nửa tháng, hắn không bước xuống giường được, thôi cứ để hắn theo chúng ta thượng triều trước. Nói không chừng sẽ có lúc cần dùng. Bẩm xin nghe theo tổng quản. Ta bắc Liêu trăm vạn binh lính, oai phong ở phương bắc không ai dám động, nam đường lẽ ra nên cúi đầu trước bắc liễu ta. Hàng năm tiến công, bằng không ta sẽ điều quân xuống phía nam. San bằng nam đường các ngươi. Thật nực cười, nam đường ta cũng không đôi co với ngươi. Ngươi muốn đánh ta sẽ đánh với ngươi. Ta lại sợ các ngươi sao, xếp. Ngươi muốn đánh ta sẽ đánh với ngươi. Ta lại sợ các ngươi sao, xếp. Nhỏ tiếng lại. Chọc giận bề hạ. Ta cũng không dám bảo vệ ngươi bệ hạ vạn lần không được nếu như tuyên chiến sẽ gây ra dân chúng lầm than công chúa nam đường đột nhiên trở nên căng thẳng nhưng thực lực không thể xem thường nếu lấy mạnh đánh mạnh sợ rằng chúng ta cũng không chiếm được thứ gì vậy ngươi nói xem còn có cách nào tốt hơn hoàng đế bệ hạ thần nghe nói nam đường văn thơ phong phú hay là chúng ta tổ chức một buổi văn thơ so tài đối đáp ai thua đối với người thắng phải chịu đầu hàng như thế này sẽ không gây ra chiến tranh ảnh hưởng đến hòa khí bệ hạ thấy thế nào chuyện quốc gia đại sự sao có thể đem trò trẻ con ra quyết định nghe nói nam đường lấy văn trị quốc văn thơ hưng thịnh lại không ngờ chỉ là đối đáp thơ cũng không dám việc này mà đồn ra ngoài Hạ không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao ngươi đúng là to gan dám bất kính với bệ hạ ta chỉ là đang nói thật mà thôi chỗ nào là bất kính bệ hạ thần nguyện ra thử sức về văn thơ thần chưa từng sợ ai. Tốt chẫm duyệt. Các người có biết, đứng trước mặt các ngươi chính là văn sinh tài ba của Bắc Liêu, mệnh danh là đối đáp không đối thủ, cho đến bây giờ, chưa từng ai đối đáp qua được, đánh bại được quân sư của bọn ta. Nực cười, có ta nam đường học sĩ ở đây, chém gió cũng không sợ gió thổi chọc đầu à. Đừng nói nam đường ta bắt nạt các ngươi, ta nhờ ngươi đi trước. Đinh Hải đạp điện nê ma tử. Đoạn thơ đoan mục huyền này đúng là quá bất kính Đúng là đòn tấn công ngay từ lúc đầu ỉ mạnh hiếp yếu Thôi xong rồi Đối đáp chính là dựa vào trí tuệ Viết thơ lại dựa vào tài năng văn chương Lạc văn binh Hắn vốn không phải là đối thủ của Bắc Liêu Đây chính là trình độ thơ sĩ của Nam Đường Sao Đây mới chỉ là mới bắt đầu thôi Sao không đối tiếp đi chứ Theo như ta thấy Ngươi nên sớm nhận thua đi Thua trước nhân tài số một của Bắc Liêu cũng xem như phúc của tổ tiên các người rồi ngươi ngươi gì mà ngươi có gì hay giỏi thì đáp lại đi nếu không có ai đối lại được xem như các ngươi nhận thua rồi lạc văn binh thần có mặt ngươi làm ta quá thất vọng rồi có chơi có chịu từ ngày hôm nay nam đường các ngươi phải phục tùng đầu hàng trước bắc liêu hàng năm cống nạp ngươi không muốn làm theo cũng được chỉ cần bệ hạ các người múa cho ta xem một bài kiếm lần đánh cược này cũng là do người đồng ý vạn lần không được thưa bệ hạ bệ hạ người là cửu ngũ trí tôn đứng đầu một nước nếu hạ thấp mình mua kiếm trước bắc liễu Hạ không phải tự hạ thấp bản thân sao tự sỉ nhục thanh danh đất nước hay lắm nếu không chịu múa kiếm vậy thì hãy giữ lời hứa đi nam đường chắc không định lật lọng chứ sớm năng chiều mưa tiêu nhân bỉ ổi nếu như mình có thể thay đổi cục diện lần này lập được đại công nói không chừng còn không phải tịnh thân thân phi bì áo giả xúc sinh bệ hạ nô tài xin ra tay xem ra nam đường các ngươi không còn ai dùng D.U.A.C. nữa rồi đột nhiên lại phải cử tên tiểu thái giám ra đấu với ta chuyện này kể ra thật nực cười tên tiểu thái giám này ở đâu ra vậy trên đại điện ngươi dám làm loạn còn không mau cút đi tên phế vật nhà ngươi vác đá đè chân mình gây ông đập lưng ông mau cút đi chỗ khác ta đường đường là lễ bộ thị lang ngươi dám bất kính với ta nói còn không rõ chữ đừng làm mất mặt trước người khác tiểu thái giám ngươi dám to gan chỉ ta sao rồi không phục sao lão lăng rồi không phục sao lão lăng Ta muốn hỏi người ta đối chỉnh hay chưa Được được miệng lưỡi tiểu thái giám đúng là lợi hại Nhưng có ích gì chứ Tài tử ta chỉ vừa mới bắt đầu Nghe rõ đây Đạo lương thục mạch thử tắc Loại tạp nham nào là tiên sinh Thi thư lễ xuân thu Có bao nhiêu là thi thơ sao phải hỏi lão tử Chỉ tam tự thiên nhất phẩm quan Tên hoạn quan hành mọn cả gan xương huynh đệ Độc vạn quyển thư Hành vạn lý lộ Tiểu tiểu bố y Cũng chỉ là ngạo vương hầu ta đường đường là thiên tài số một ở bắc sợ gì tên tiểu thái giám nhà ngươi nghe đây nhất hương nhị lý cộng tam phu tử bất thức tứ thư ngũ kinh lục nghệ cánh cảm giáo thất bát cửu tử thập phân đại đảm thập thế cửu bần bất đắc bát lưỡng thất tiền lục phân ngũ hào tứ ly thượng thả tam tâm nhị ý nhất đẳng hạ lưu họa đồ lý long bất ngâm hổ bất hiếu, tiểu tiểu thái giám nực cười nực cười kỳ bản lý ra vô luân mã vô cương khiếu thanh tướng quân đề phóng đề phóng oanh oanh yến yến thuy, thuy hồng hồng sư sư dung dung hiệp hiệp phong phong vũ vũ hoa hoa hiệp hiệp niên niên mộ mộ chiều chiều, ngã thượng đẳng uy phong hiển hiện nhất thân hổ đảm nhĩ hạ lưu gian cách lộ xuất bán cá khưu đầu đây rốt cuộc là chuyện gì vậy một tiểu thái giám đột nhiên lại khiến cho tên tài tử thiên hạ tức học máu công công đời ta gặp không biết bao nhiêu người thấy người tức đến nôn ra máu là lần đầu ta nhìn thấy còn là máu chảy không ngừng bái phục bái phục nhưng nếu ta là ngươi ta bây giờ sẽ tự sát ngay chỗ này thua cũng thua một cách vẻ vang tên thái giám đáng chết dám làm hại đại thần bắc liêu ngươi chết chắc rồi công chúa đây là lãnh thổ nam đường đây là đấu văn không phải đấu võ cô gây chiến không thành sao chứ xem như các người thắng đi được có chơi có chịu sau này các ngươi mỗi năm phải đến nam đường chúng ta tiến cống cúi đầu từ từ đã hoàng đế bệ hạ các ngươi nói đúng chuyện quốc gia đại sự sao có thể dùng trò trẻ con này này lão đang nhà ngươi sao lại ngươi muốn lật lỏng đúng không đối thơ suy cho cùng cũng chỉ là hình thức phải xét đến bản lĩnh vẫn hơn là so tài thi thơ. Ta và ngươi trực tiếp làm thơ thế nào? Ngươi dám so tài với ta không? Công chúa các ngươi đã thua rồi. Có chơi có chịu chấp nhận đi. Sao phải đấu tiếp làm gì? Đấu thì đấu. Nô tài sẽ bắt bọn họ thua tâm phục khẩu phục, tên tiểu thái giám. Mà lại hỗn xược như vậy, đôi câu chỉ là phần phụ. Ngươi có thể thắng chỉ là do ăn may, chưa kể bệ hạ vẫn chưa quyết định. Dám vượt qua thân phận. Đây chính là tội khi quân. Người đâu? đem tên tiểu thái giám này ra chém đầu cho ta này tên phế vật nhà ngươi ta nói cho ngươi biết không có thực lực thì mau cút đi ta đã thay ngươi quyết đấu chứng minh ta đã nắm chắc phần thắng trong tay chả biết cái đích gì điện hạ ngươi nghĩ thế nào ạ à? hắn cũng, cũng chỉ là một tiểu thái giám thần, thần nghe nói công chưa Bắc liêu thông minh tài trí thông hiểu thi văn điều này cơ bản là không thể bệ hạ nô tài nếu như không thắng nổi nguyện sẽ tự vẫn tại chỗ được chấm đồng ý quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát chiều như thanh ti mộ thành tuyết thiên thượng ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tần hoàn phục lai túy ngọa xa trường quân mặc tiếu cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi đã sứ long thành phi tướng tại bất giáo hồ mã độ âm sơn cổ lai thánh hiền đa tịch mịch ngũ hoa mã thiên kim cừu duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh hốt nhĩ tướng xuất hoán mỹ tử giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu thấy thế nào đã vừa lòng chưa đại tài tử hay lắm bài thơ này đúng là chỉ ở chốn thần tiên mới có hôm nay chấm đúng là được mở mang tầm mắt công chúa đến lượt cô đó làm thơ còn không nhanh làm thơ đi công chúa để so tài với bài thơ của hắn bài thơ của thần chỉ là bài trẻ con thôi lần này chúng ta thua thật rồi cái gì chứ chuyện này là không thể Lần này, Bắc Liêu các ngươi còn gì để nói nữa không, chỉ là cống nạp thôi sao? Bắc Liêu ta của cải dồi dào, không thiếu ít tiền bố thí cho các ngươi, chúng ta đi thôi. Tiểu Thái giám, ngươi qua đây. Ngươi tên gì? Đang giữ chức vụ gì? Nô tài tên Đường Khuyết, vừa mới vào cung. Rất tốt, ngươi hôm nay đã lập được đại công, trẫm rất vui. Từ ngày hôm nay ngươi sẽ là thái giám thân cận bên cạnh chấm thật sao bệ hạ việc này tuyệt đối không thể đây là chức quan tam phẩm ngươi chỉ là tên tiểu thái giám vốn dĩ không xứng câm miệng ngươi nghĩ mình xứng được gọi là quan văn hôm nay nếu không phải là đường khuyết cơ nghiệp nam đường ta sợ là đã bị phá hủy trong tay của ngươi chấm còn chưa truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là khoan dung với người rồi cút ngay vâng thần cáo lui tạ ơn bệ hạ đại khí đường công công. Sau này đây chính là nơi ngươi ở. Đây là nơi tôi ở sao? Nơi này quá phô trương rồi. lạc đại nhân, tên thái giám chết tiệt làm ta mất hết mặt mũi. xong vào tổng cung ban đêm ta xem ngươi chết thế nào. nhớ kỹ chuyện này chỉ có trời biết đất biết tuyệt đối không để người thứ ba biết chuyện vâng 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 lạc đại nhân tiểu nhân nhất định sẽ câm như hến thật là đầy khí thế ây mềm thật thơm thật muộn thế này rồi sao vẫn còn có người đến qua hoàng đế thì ra là con gái đây có phải là không tốn tiền nhưng vẫn được đùng không ai ra đây là ngươi đứng lại đấy nói là ai phái ngươi đến ám sát chấm không 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 bệ hạ nô no, nô no, tài lạc đường nên đến đây nô tài thật sự không phải thích khách người xem có thích khách nào lại không đem theo vũ khí xem như ngươi không phải thích khách ngươi đã biết được bí mật của chấm Chấm cũng không thể giữ được ngươi bệ hạ nô tài chỉ là tên thái giám hèn mọn nô tài nói ra cũng không ai tin là thật hơn nữa bắc liêu vừa chịu nhục bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên ngài giết nô tài chính là giết đi một công thần tận tâm với ngài có đúng không được rồi vì hôm nay ngươi lập được đại công, cút đi, đã tạ bệ hạ. Nếu muốn tìm cái chết thì khôn hồn ngậm miệng lại, sao lại là cô ta? Ây, nữ hiệp tham ta chỉ là tên hèn mọn. Đoạ châu, tha cho hắn đi. Bệ hạ, hắn đã nhìn thấy cơ thể của ngài. Còn biết được bí mật của ngài. Không sao, hắn chỉ là tên thái giám, cũng không phải là đàn ông. Bệ hạ đây là danh sách thái giám của phòng tịnh thân. Đứng lại, trong danh sách của phòng tịnh thân, sao lại không có tên của ngươi? Ngươi không phải thái giám? Ngươi không phải thái giám. Trong vòng 3 giây nói không được lời giải thích hợp lý, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi. Trên danh sách không có tên của ngươi, rõ ràng ngươi vẫn là trai thẳng. Đây là đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng, bệ hạ, ngài nghe thần ra mồm. À không, ngài nghe thần giải thích, thưa bệ hạ, có tiểu đường ở đây không ạ? À? sắp đến giờ giới nghiêm rồi nô tài tìm hắn khắp nơi tân tổng quản ngươi đến thật đúng lúc Chấm hỏi ngươi trong danh sách tịnh thân tại sao không có tên đường khuyết izo là thiếu sót của nô tài chỉ nhớ hôm nay dẫn theo đường khuyết lên đại điện quên mất không ghi tên của hắn vào sổ à vậy rốt cuộc hắn đã bị mất chưa cắt rồi cắt rồi chính tay nô tài động dao phía dưới của hắn bây giờ không còn gì nữa chắc là do thiếu sót tên của hắn Điện hạ, không còn sớm nữa. Ngày mai vẫn phải lên chiều. Ngài vẫn nên chú ý long thể. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi. Xem ra ngươi cũng không có gan lửa chấm. Cút đi. Ây, tạ ơn bệ hạ. Tên tiểu thái giám này có thể xuất khẩu thành bài thơ xuất chúng như vậy. Tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ đang là lúc cần người. Không bằng cứ giữ lại hắn. Công công, ngài đến quả là đúng lúc. Đại ân đại đức, mãi mãi không quên cẩn thận cái miêng hại cái thân đi thôi công công mời ngài tiểu đường này chúng ta chính là liều mạng để giúp ngươi ngươi nên ít nhiều thể hiện đi chứ này, ngài muốn làm ta nói cho ngài biết ta bán nghệ không bán thân. Ngươi nói cái quái gì vậy? Công công ta không có sở thích đấy. À, làm ta hết hồn. Công công ngài phải nói sớm chứ. Làm lá gan thỏ đế của ta đập thình thịch rồi. Công công ta đây cũng không hẳn giúp không công nhà ngươi. Chúng ta mở cửa sổ nói chuyện một chút. Những nô tài chúng ta, một ngày là nô tài, cả đời cũng vẫn là nô tài. Không ngóc đầu lên được, nhưng nhà ngươi lại là trai thẳng nói không chừng ngày nào đó, ngươi có thể trở thành quan văn của nam đường ta. Đến lúc đó, ngươi đừng quên sự giúp đỡ của công công ta, ây công công. Đến lúc đó sao có thể quên được lòng tốt của ngài. Đúng rồi, công công ngài giúp tôi che giấu việc đại sự này. Không sợ chu di cửu tộc à, ây dô, đúng rồi đó. Chu di cửu tộc thì phải làm sao, ây dô, ngươi xem ta quên không nói, ta chỉ là kẻ mồ côi. Lấy đâu ra mà cửu tộc chứ, nhưng lời này, cũng không được để bệ hạ nghe được ngươi đừng có tưởng thật Ây dô, công công vẫn là ngài thông minh nhất ha 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 được rồi được rồi hôm nay ngươi đã đắc tội với sứ thần bắc liêu còn có lạc văn binh hai người này không có ai là tốt lành cả đợi ngày mai lên triều chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ ngươi cố mà tự giữ lấy mình bệ hạ chắc hẳn người đã nghe nói rồi, Bắc Liêu đã chấm dứt buôn bán với biên giới chúng ta. Hiện nay việc buôn bán của Nam đường xuất không được, bên ngoài cũng không thể vào, người dân vô cùng khốn khổ. Hơn nữa kẻ đầu sỏ chuyện này, chính là tên tiểu thái giám này. Ta không sai. Hôm đó trên đại điện, ngươi nghĩ ta thật sự không đối được hắn sao? Ta chính là muốn nhường bọn họ, sợ hai nước cạch mặt nhau, chỉ có ngươi không biết kiềm chế. Nhất quyết ô u trước mặt nhiều người khoe khoang văn chương, làm cho người Bắc Liêu mất hết thể diện lần này tốt rồi bị người ta cạch mặt rồi không tại ngươi thì tại ai khẩn cầu bệ hạ lập tức đem tên tiểu thái giám này ra chém đầu thị chúng xoa dịu đi cơn thịnh nộ của Bắc Liêu bệ hạ lẽ nào người thật sự muốn thấy dân chúng lầm than xin linh đồ thán sao mũ quan to như vậy không phải ý của người cuối cùng vẫn là vì tiền sao nói thì dễ nghe đó ngươi có biết không Mỗi năm Bắc Liễu mua của nước ta bao nhiêu thứ không? Vô số không đếm xuể, hiện nay tiền đã không còn nữa. Ngươi có trăm cái đầu cũng không đủ để chém. Vậy ta nói ta có thể phục hồi việc buôn bán, chỉ dựa vào ngươi tên tiểu thái giám. Ha 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 ha. Đúng là trò cười, ngươi có dám cực với ta không? Nếu ta làm được, ngươi phải sủa tiếng cho cho ta, sủa đến khi ta hài lòng mới được, dám không? Nếu ngươi không làm được thì sao? Ta dâng đầu của ta cho người xử. Được chính miệng người nói. Bệ hạ, người cũng nghe thấy rồi. Xin bệ hạ làm chứng, phòng khi đến lúc đó hắn nuốt lời. Đường khuyết, ngươi có cách gì khiến cho Bắc Liêu mở lại buôn bán chính là cái này. Đây là muối. Muối không sai, bề hạ thần chưa bao giờ thấy hạt muối nào mịn như vậy. Các cụ thường nói có thực mới vực được đạo, có thể mua được muối thô ở chợ. Hạt muối không chỉ lớn, tạp chất còn nhiều hơn nữa ăn nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Thần tin nếu làm được muối này, bác liễu chắc chắn sẽ chịu không nổi. Có lý, bác liêu mặc dù có đất dai rộng lớn, nhưng đa phần đều là nơi lạnh lẽo quanh năm. Sản xuất muối rất ít, nếu như chúng ta có thể làm ra được nhiều muối trắng mịn, bọn họ sẽ bắt buộc phải mua. Như vậy thì việc mua bán cũng phải mở lại. Vâng bệ hạ đừng để tên tiểu thái giám này lừa gạt hắn chỉ là một tên tiểu thái giám sao có thể biết cách làm ra muối hắn chắc chắn đã ăn trộm muối của người khác sau đó mang đến lừa bệ hạ đường khuyết người lấy muối này từ đâu thần tự làm bệ hạ nếu như người không tin thần đích thân biểu diễn cho người xem được vậy ngươi làm ngay tại đây cho ta xem nếu như không làm được chính là tội khi quân phạm thượng ngươi nhìn kỹ cho ta tên ngốc này muối thô bắt buộc phải được nghiền nát và hòa tan lọc kết tinh, sau bốn bước này mới tạo được muối tinh. Xin mời bệ hạ xem. Hay lắm có được muối tinh này, giúp nam đường ta bình chân như vậy. Thế nào, lạc đại nhân, có chơi có chịu, thực hiện lời hứa đi. Ngươi vội cái gì? Ta đâu có vu do thì sau một tháng người cũng phải sửa được tiếng chó. Tôi khuyên ngài. Bây giờ phải nhanh chóng học, đừng khiến mình mất mặt nữa. Ngươi, sao nào, ngươi còn dám đánh ta nữa à? Ta nói cho ngươi biết đây là điện kim loan. Ra tay, ngươi lại dũng cảm quá. Bổn quan không cần phải hạ thấp thân phận, tức giận với tên tiểu thái giám như ngươi. Đường khuyết, nhiệm tình ngươi có công làm ra muối. Chẳng phong ngươi làm tam phẩm bố chính, ngươi thấy thế nào? Tạ bệ hạ bệ hạ tuyệt đối không được hoạn quan không được tham gia triều chính muối và sắt liên quan đến vận mệnh triều đình nếu như lại nằm trong tay của một tiểu thái giáo sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo nam đường ta đều là lũ vô dụng luật lệ tiền triều không thể phá bỏ xin bệ hạ hãy nghĩ lại để tránh làm ra hành động ngu ngốc ngươi dám nói trẫm ngu ngốc bệ hạ bốt giận lạc văn binh trên chiều có nhiều vây cánh bây giờ vẫn chưa phải lúc để lật đổ phải thật bình tĩnh nếu đã như vậy vậy trẫm phong ngươi giữ chức tứ bộ công bộ thị lang phụ trách chỉ đạo kỹ thuật làm muối nếu như hoàn thành công việc sẽ phong lên chức tam phẩm bố chính bệ hạ anh minh thần xin cáo lui muốn đấu với ta Ngươi còn non và xanh. Công lắm. bộ cũng chỉ là nơi phục dịch mà thôi. Ngươi cứ từ từ mà cảm nhận. Đồ chó má. Đường Khuyết, trẫm có hy vọng ở ngươi. Ngươi đừng làm trẫm mất mặt. Bệ hạ, ngài yên tâm, công bộ chuyện nhỏ đó, thần đã nắm trong lòng bàn tay. Tốt, trẫm vừa mới đăng cơ, chỗ đứng chưa vững. Lục bộ đều cần khôi phục. Ngươi nếu đã tự tin như vậy, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Bệ hạ, chuyện quan trọng như vậy mà người lại nói cho thần. Thần bây giờ hối hận còn kịp không? Đương nhiên có thể, trẫm cũng không phải là bạo quân, không muốn cưỡng ép người khác. Thật sao? Không phải, không phải người vừa nói không thích cưỡng ép người khác sao? Đúng vậy, ta không thích cưỡng ép người khác, không đồng nghĩa với việc A Châu không thích. Vãi được ta làm, mạc đại nhân, chuyện làm muối xin nhờ cậy ngài. không dám không dám, mọi người đều là quan trong triều, giúp đỡ lần nhau cũng là việc nên làm. hơn nữa cũng chỉ là một tên tiểu thái giám, xem ta trị hắn thế nào. mạc đại nhân thật là thẳng thắn. nào, ta mời người một ly, được. đây chính là công bộ xe ra cũng chả có gì, kệ nó vậy. miễn là hoàn thành xong việc này, lão tử có thể một bước lên trời rồi. này, làm cái quái gì vậy? ta nói cho người biết, ta chính là công bộ thị lang mới nhậm chức dám cản ta, không muốn sống công bộ quan trọng, không phải nơi để tên hoạn quan như ngươi có thể đến. Công bộ quan trọng, không phải nơi để tên hoạn quan như ngươi có thể đến, mau cút đi, không thì đừng trách ta không khách sáo, hư thay dám thì đã làm sao. Ta cũng là công bộ thị lang được bệ hạ ban cho. Ngươi không cho ta vào chính là kháng chỉ, chính là đại nghịch đất đạo. Chú ý của bệ hạ chúng ta đương nhiên tuân thủ, nhưng công bộ có quy định của công bộ chính là không nhận kẻ rảnh rỗi ngươi chỉ là tên tiểu thái giám thì có việc gì chứ không nhanh cút ta còn có trận cá cược với lạc văn binh chuyện này mà không thành chắc chắn sẽ bị đem đi chém đầu nếu có chút chuyện này cũng không dàn xếp được sợ là đến hoàng đế cũng không chấp nhận được nếu muốn vào trong không phải là không có cách chui qua đây vào trong bổn thị lang hôm nay sẽ cho người bước vào cửa thấy thế nào ha 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 Muốn chết à? Tên thái giám chết tiệt dám đánh ta. Đánh người đã làm sao? Lão tử cũng là bệ hạ lựa chọn công bộ thị lang. Lão tử đến còn không biết nể mặt. Thái giám chết tiệt xem ta đánh gãy tay chân ngươi. Phản rồi tên này. Ngươi dám, dừng tay. tiểu thư người xem nô tỳ đem gì về cho người nhìn đi ta đang vội có thứ gì đặc biệt sao tiểu thư người nếm thử đi muối đúng rồi tiểu thư người nghiên cứu cách làm muối lâu như vậy không ngờ lại có người đi trước một bước rồi ngọc nhi ngươi có biết ai là người làm gì như là một tiểu thái giám ở trong cung hoàng thượng đã phong hắn lên trước công bộ thị lang chắc là hắn cũng sắp đến nhà chúng ta rồi người có thể làm ra được muối tinh chắc chắn có bản lĩnh chúng ta ra ngoài nghênh đón hắn đi thôi Tiểu thư, sao người lại ra đây? Ngươi chính là thái giám đã làm ra muối. Sao nào? Ngươi cũng muốn tìm ông đây gây khó dễ sao? Ta nói cho ngươi biết, ông đây không sợ, còn không mau lui xuống. Đây là khách quý của ta. Tiểu thư, ngươi có phải nhận nhầm người rồi? Sao nào? Bây giờ lời nói của bổn tiêu thư không có tác dụng nữa rồi sao? Hay là phải mời cha của ta đến? Không không không, tiểu thư chỉ là chuyện nhỏ, không dám làm phiền đến thượng thư đại nhân. Còn không mau lui xuống. Đi thôi, ta đưa ngươi đi dạo. Tên chó chết. Lão đại, chúng ta phải làm sao? Mau đem chuyện này nói với thượng thư đại nhân. Nói là con gái của ngài ấy. Cùng với tên tiểu thái giám, liếc mắt đưa tin. Lão đại người vẫn là đỉnh nhất dựa vào tinh khí của thượng thư đại nhân. Tên thái giám này sẽ bị xé làm cho mảnh, nô tài sẽ đi làm ngay. đợi đến khi nước cạn kết tinh sẽ tạo được ra muối Ngươi đúng là rất thông minh ta trước nay không nghĩ ra muối có thể làm được bằng cách này người cổ đại các người cái gì cũng không biết ta nói cho cô biết ta còn biết nhiều thứ nữa thật không vậy ngươi có thể dạy cho ta không một nữ nhân như cô học những thứ này làm gì ta muốn cho mọi người biết phụ nữ cũng không thua kém đàn ông phụ nữ có thể đọc sách biết chữ cũng có thể canh nhà giữ nước chứ không chỉ giặt đồ nấu cơm cả đời tầm thường vô nghĩa oa wow. Giống như là phụ nữ độc lập thời hiện đại. Phụ nữ độc lập thời hiện đại là cái gì? À, chính là ủng hộ suy nghĩ của cô. thật sao thật. Nhưng chỉ có người ủng hộ cũng vô nghĩa. Ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám không lành lặn. Ta có thể làm được gì chứ? Cô nói cái gì vậy? Nói ai không phải là trai thẳng. Cô muốn thử không? Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi muốn làm cái gì? Cha, không phải như người nghĩ đâu, tiểu thư, người hồ đồ rồi. Nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài, người xem mặt mũi thượng thư đại nhân phải trốn đi đâu? Ngươi đang sổ cái gì vậy, tiểu thư? Ta cũng chỉ là muốn nghĩ cho người. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người. Thượng thư đại nhân yên tâm, thần sẽ lôi cổ tên tiểu thái giám này ra ngoài, tuyệt đối không để nửa bước chân của hắn vào công bộ. Đường khuyết là công bộ thị lang do bệ hạ ban cho, có tư cách để ở lại công bộ. Ngươi có quyền gì đuổi hắn, tiểu thư? Dựa vào ta là công bộ, thượng của công bộ là do ta quyết. Cha, con muốn cùng hắn nghiên cứu phương pháp tạo ra muối thôi, hơn nữa, hắn chỉ là một tên tiểu thái giám, làm sao làm gì được con nếu cha còn không đồng ý. Con sẽ không sống nữa. Dù sao mẹ cũng mất sư nhỏ đã không được ai yêu thương, con chết đi cũng được. Được được được. Cha đồng ý là được đúng không? Đại nhân, vạn lần không được, nếu như để một tên thái giám tùy ý ra vào, cuộc. vậy các huynh đệ bên dưới sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ đều dựa vào đánh từng bước từng bước đi lên. Sợ rằng lòng người không yên, mẹ kiếp, ngươi nói cũng có lý. Đại nhân thần có một cách vẹn cả đôi đường. Nói ta nghe xem, chính là để thần và hắn ta tỉ thí một trận, xem thử ai mới là người lợi hại, nếu như trong trận đấu, nếu như ta cố ý nhường hắn thì chứng minh hắn thực sự có tài. Nhưng huynh đệ ở dưới cũng tâm phục. Đại nhân, chúng ta gần đây không phải đang nghiên cứu thuốc súng sao? Dùng thuốc súng để thi đấu, xem thử ai là người phát triển tốt hơn. Được, cứ tiến hành như vậy đi. cái này thật đáng ngờ bình thường đều là lén lút gian xảo ta không tin hắn tốt như vậy muốn cố ý nhiều người thắng ngươi phải cẩn thận một chút yên tâm đi ta cũng đâu có ngốc thật kỳ lạ sao mỗi lần đối mặt nói chuyện với hắn tim mình như muốn nhảy ra ngoài? hắn rõ ràng là một thái giám công bộ ta trước nay trọng dụng đều là nhờ vào thực lực tuyệt đối không thiên vị bắt đầu đi lão đại ngài sẽ không thật sự cố ý thua để nhường tên tiểu thái giám Thôi hắn chứ thật là nực cười ta chỉ là muốn qua mắt ông già minh lễ đó lát nữa người đem vật ta cần dùng đến đây ta muốn ở trước mặt mọi người đường đường chính chính thắng tên tiểu thái giám kia khiến cho hắn mất hết thể diện không ngóc đầu lên được nô tài đi làm ngay đi nhanh ngươi là khách ngươi biểu diễn trước đi tránh để đồn ra ngoài ta thắng không phải vang được thôi vật này gọi là súng kíp có chứa thuốc súng, chỉ cần bóp cò, có thể bắn ra lửa. Đừng nói là một bộ giáp thông thường, thậm chí đến cả tấm sắt, cũng có thể dễ dàng xuyên quá. Cái đồ vật nhỏ bé này lại có uy lực lớn như vậy, ta đã sống được nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua thứ này. Tiểu thái giám, ngươi định lừa người, thì chọn nhầm chỗ rồi. Công bộ bọn ta đã nghiên cứu thứ này vài chục năm. Có thứ gì mà chưa từng nhìn thấy, cái thứ đồ nhỏ bé này, muốn xuyên qua được giáp sắt, đúng là nói chuyện vớ vẩn. Đại nhân, thần xem hắn ta chính là xem chúng ta như là một lũ ngốc đường khuyết đường khuyết ngươi có ý gì đại nhân xin người đừng nôn nóng nếu như vật này không có uy lực mạnh như thần nói thần lập tức cút khỏi công bộ được được ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội đại nhân xin người xem thứ này gọi là pháo là do thần chế tạo ra gần đây chỉ cần châm vào ngòi nổ sẽ kích nổ thuốc súng bên trong uy lực vô cùng lớn đủ để bàn tay tướng sĩ nổ tung Được. Không tệ, không tệ, uy lực của thuốc nổ, trong tay ngươi đã phát huy được quá tốt. Không dám, không dám, đều là nhờ sự chỉ bảo của thượng thư đại nhân, tiểu thái dám đến ngươi rồi. Ngươi muốn thể hiện thế nào đây? Thứ này chỉ cần có mục tiêu mới được, mới phát huy được uy lực của nó, không phải chỉ cần một tấm bia thôi sao? Đủ rồi, đủ rồi, đừng ngắm nữa nào. Nắm vào đây mà bắn. Ấy, mặc đại nhân, thế này không hay. Người xem súng đạn không có mắt, không may làm ngài bị thương, vậy càng không được. Ta đây thật sự không tin, thứ đồ vất đi của ngươi. Thực sự có thể cách xa trăm bước, một phát giết địch. Vậy ta không khách sáo nữa, sự thật thì mất lòng. Súng của ngươi nếu thật sự vô dụng, ngươi không những phải cút khỏi công bộ, còn phải dập đầu quỳ gối xin lỗi ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Sao phải đồng ý với hắn chứ? Mà này, cái thứ này có dùng được không đấy? Ngươi đừng có chém gió. Thật ra nếu không được ta vẫn có thể nhờ cha ta, chắc chắn sẽ giữ ngươi ở lại, ngươi cứ yên tâm. Nam nhân không thể nói không được. vát này đúng thật là có uy lực rất lớn. Cha, con đã nói đường khuyết có tài mà. Có được cây súng này, nam đường chúng ta chắc chắn sẽ oanh tạc thiên quân. Cũng không cần sợ bọn bắc liễu gì đó. Đại nhân, ngài xem thần bây giờ. Đã có đủ tư cách để ở lại công có, chưa? Chắc chắn có. Đúng là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, bỏ qua người. Xin công công thứ lỗi. Minh đại nhân, mọi người đều là người trong chiều. Chút chuyện nhỏ không nên chấp nhặt. Công tử khí chất phi phàm. Quả nhiên xuất chúng hơn người. Công bộ có được nhân tài như ngươi Như hổ mọc thêm cánh Ha ha, ngài quá khen rồi Đại nhân, hắn ta là một tên tiểu thái giám Câm mồm Nếu như ngươi có thể chế tạo ra được khẩu súng như vậy Ta cũng sẽ đối tốt với ngươi Nhưng, không như nhị gì cả Mau cút về thay quần đi, khai chết đi được Tên thái giám chết tiệt Ngươi cứ đợi đấy Thứ này chính là súng. Thứ này rất nguy hiểm. Cái đó thần có thể chỉ người dùng. Được. Nếu vật này thật sự lợi hại như lời ngươi nói, chấm nhất định ủng hộ hết sức việc ngươi đúc súng. Tăng cường sức mạnh nam đường. Bệ hạ thần dạy người. Được. Ưỡn ngực. Cong mông ngẩng đầu <laughs> nhỏ quá mềm quá hơn nữa còn rất thơm sau đó thì sao bóp cò bệ hạ đúng là có tố chất một phát trúng đích Thật là ngưỡng mộ bể hạ, như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt. Còn có hoàng hà phiếm lạp nhất phát bất khả thu thập, khua môi múa mép, nhưng đường khuyết. Chấm quả nhiên không nhìn sai người, có được thứ này. Sao nam đường lại không hưng thịnh, đọa châu, có thần, truyền lệnh xuống dưới, lệnh công bộ toàn lực đúc súng. Không được sai sót không hay rồi, lạc đại nhân. đại nhân, nếu như có chuyện gì, xem thân phận của người. Bệ hạ hạ lệnh, bắt công bộ toàn lực chế tạo súng. Tên tiểu thái giám đó bây giờ đã được tín nhiệm, cái gì chứ? Tên đường khuyết quả thật là người có bản lĩnh. Nếu không nhanh thủ tiêu, sợ là kế hoạch tưởng lai của ta sẽ ảnh hưởng, không cần phải hốt hoảng như vậy. Hắn chỉ là một tên tiểu thái giám, không thể gây ra được sóng gió. Vài ngày nữa chính là tiệc sinh thần. Đến lúc đó, ta muốn trước mặt tất cả mọi người, khiến hắn không còn mặt mũi. Đúng là kỳ lạ, một thị vệ cầm kiếm. Còn đường công công, công, công có diều không biết, sắp diễn ra tiệc sinh thần. Đến lúc đó, phong lưu nhân sĩ khắp nơi đều tê tựu về Hoàng Thành để chúc mừng sinh thần Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương rất thích thơ ca. A à, Châu cô nương khổ luyện đàn tranh, cũng là để Hoàng hậu được vui vẻ. Ta đi xem thử. Sao thế đường công công a à, châu cô nương được mệnh danh là người nóng này chúng ta không đụng vào đúng sao ta với cô ấy quan hệ rất tốt đôi bàn tay này là để thu phục thiên hạ không phải để đánh đàn đừng có làm phiền ta tâm trạng ta không tốt ấy cô tâm trạng không tốt vậy kể cho ta nghe đi đúng lúc ta cũng muốn nghe nói cho ngươi biết cũng vô dụng ta muốn biểu diễn một bài nhạc vào tiệc sinh thần khiến hoàng hậu vui vẻ không nghi lại không như mong đợi vậy mà lại khó như thế đôi tay này của cô là hợp với múa kiếm hơn chứ không hợp với văn thơ phong nhã ngươi không hiểu được gia thế hoàng hậu không tầm thường là dòng dõi đứng đầu nam đường gia thế hùng hậu cực kỳ giàu có ngày thường bệ hạ đối xử với ta rất tốt ta cũng muốn vì bệ hạ làm chút việc nếu có thể lấy lòng hoàng hậu được bà ấy chống lưng vị trí của bệ hạ tương lai ngày càng vững chắc con nhóc này bình thường rất hung hăng không ngờ cũng có mặt yếu đuối lương thiện nếu chờ cưới về làm vợ cũng không tệ Ngươi nhìn cái gì? Không có gì, thế này. Việc này ta có thể như cô việc này thành công. Cô phải hôn ta một cái. Tên háo sắc ngươi còn không có cái đó mà còn háo sắc như Cô vậy. đừng quan tâm ta còn hay không. Cô nghĩ thử xem, miễn là cô giành giải nhất, không bằng cô cứ tin ta. Cược đi. đi. Được, ta sẽ tin ngươi lần này. Có ý gì đây? Ai cho treo cái này lên đây? Thế nào? Muốn phân biệt đối xử đúng không? Thái giám thì sao? Thái giám không phải người hà. Đường công công, trung hợp thật lại gặp ngươi ở đây. Là ngươi sao? Lần trước mất mặt vẫn chưa đủ hay sao? Còn dám quấy rầy ta, đường công công nặng lời rồi. Mọi người đều là quan trong triều, nên thương yêu lẫn nhua mới đúng. Đúng rồi lấy đâu ra thâm thù đại hận chứ? Đường công công, đại nhân ngài đại lượng, không cần với tên thị vệ này, so đo làm, làm đúng không? mời, ta phải đổi cách nhìn về ngươi rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hư sắp có trò hay xem rồi. Đa tạ các vị đã đến đây hôm nay tổ chức lễ nhạc thi thơ Chỉ xem tài văn không màng xuất thân Hoàng hậu nương nương khách khí rồi Thần nhất định cố gắng hết sức Lạc Thánh Nam Đường cũng đến rồi Thật sự làm ta Lấy làm vinh hạnh Có thể vì Hoàng hậu nương nương diễn tấu một bài Là phúc phần của thiếp Bảo sao Lạc Văn Binh cho người vào Hắn ta mời được Lạc Thánh Nam Đường Lâm Diệu An Chính là muốn chúng ta bị mất mặt Lạc Thánh Nam Đường rất giỏi sao? Lạc Văn Binh còn là Thánh Thơ Nam Đường, cũng phải thua trước ta sao? Lâm Diệu An thì khác. Thật sự là một ẩn sĩ. Với bài hát núi cao nước chảy, nổi khắp Nam Đường Bắc Liêu, trước nay chưa ai qua được. Không thì sao được gọi là Lạc Thần, một trong sáu lễ bộ. Lần này chắc chắn bị ngươi hại chết rồi. Nếu như biết trước, chi bằng thành thật. Nói bệ hạ không làm được, bây giờ phải đi đến bước đường cùng. Yến tâm đi. Đằng nào cũng chết không bằng thử một lần biến bại thành thắng nương nương khúc hán cung thu nguyệt là thần thiếp đặc biệt sáng tác cho người hay lắm không hổ danh là lạc thánh nam đường Một khúc lay động lòng người Đúng là tuyệt phẩm Hoàng hậu nương nương quá khen rồi A châu cô nương Đến cô đấy Xin mời Sao thế A châu cô nương chính là thân tín của bệ hạ Chẳng lẽ không biết đàn bài nào sao Lẽ nào Bệ hạ đối với nương nương Lại không để tâm chút nào sao Để ta ra tay Ngươi là Nương nương vạn an Vi thần đường khuyết Là công bộ thị lang Còn là một thái giám thái giám đúng là hoàng thượng đối với ta thật bạc bẽo thị vệ rồi lại thái giám cũng không biết hoàng thượng có để bổn cung lọt mắt không đây dựa vào ngươi ngươi cũng biết đàn sao ngươi đừng có tưởng rằng ta cho ngươi vào là sợ ngươi ta là muốn nghĩ cho mọi người tìm ngươi đến góp vui nương nương để thần thử vậy bổn cung xem người có thể đàn được bài gì nào nếu không làm cho ta hài lòng đừng trách ta vô tình vật này đến từ phương tây xa xôi đặc biệt chuẩn bị cho nương nương Anh cùng em bước vào mùa nắng, băng qua phố thị nhộn nhịp. Tiếng hát vẫn du dương vang vọng trong đôi mắt như hoa lựu của anh. Không còn trông thấy anh dịu dàng. Dường như hoa cũng mất đi nụ cười, tháng năm không cách nào dừng lại, sao còn có thể hát? Cái này chính là đừng quan tâm đến hắn, tiếp tục đi, vâng nương nương. Vứt bỏ mọi thứ thuộc về em, vứt bỏ mọi thứ thuộc về em, nhưng cũng chẳng sao đâu, chỉ tiếc là giấy ngắn tình dài không sao kít hết những tháng ngày nên thiếu từng câu chuyện của em đều có anh có anh nương nương bài ca này thật sự có ý nghĩa tên là gì vậy bẩm nương nương bài là tên là giấy ngắn tình dài tên hay lắm nhưng ta có điều chưa hiểu rõ nương nương cứ nói bài hát này có hơi kỳ lạ so với các bài hát lưu hành hiện nay. Hoàn toàn không giống. Không biết ai là người đã viết ra bài này. Nương nương, từ Nam Đường đến Bắc Liêu chưa bao giờ có bài nhạc như vậy. Nhất định chính là tên tiểu thái giám. Không biết từ đâu ăn cắp che mắt hoàng hậu. Người đâu, mau đem tên này ra ngoài chém đầu. Ta xem ai dám động vào hắn. Đọa châu, người này lừa dối mọi người. Che mắt hoàng hậu, tội khi quân ngươi lẽ nào lại cũng muốn kháng chỉ sao ấy ta nói này tên phế vật kia tài năng không có như hành kế bẩn thì không y tê vậy ngươi nói đi bài nhạc này là của ai mặc dù nếu nói là ta viết đúng là hơi ngại nhưng sợ là nếu không làm thế cái mạng này của ta khó giữ ngươi thì hiểu cái quần gì chứ đây là bệ hạ đặc biệt viết cho hoàng hậu một đống vô nghĩa nói không có bằng chứng đường khuyết nếu như ngươi thật sự có tài chắc hẳn có thể làm thêm một bài như vậy thi từ ca phú bổn thiên thành phải có cảm xúc sao lại giống với mời khách muốn tới là tới vậy chính là không làm được rồi hư chính là tội khi quân người đâu bắt hắn ai sợ ai chứ đổi thì đổi đường khuyết ngươi đừng kích động chúng ta đã thắng rồi yên tâm ta không chuẩn bị thì sẽ không xuất chiêu thấy sao nào bài này của ta thế nào bài này so với bài vừa nãy phong cách hoàn toàn khác nhau chắc chắn có đúng chắc chắn là như vậy hơn nữa hắn chỉ là một tên thái giám nếu như đồn ra ngoài nhạc sư của nam đường ta là một thái giám sợ là sẽ bị thiên hạ cười cợt lâm nhạc sư cô nói gì đi ta dường như đã thấy được cuộc sống bình yên viễn sơn như họa cảnh tưởng cô đơn ở trên cao tuyệt quá tuyệt tiên sinh tiểu nữ cả đời chỉ thích âm nhạc tự nhận có chút tài năng nhưng hôm nay nghe được bài hát của người đúng là núi cao còn có núi cao hơn người giỏi có người giỏi hơn người đúng là xuất chúng mong người nhận thiếp là đồ đệ mong người nhận thiếp là đồ đệ nói rất hay ta là người hữu giáo vô loại hoàng hậu Người xưa nói rất hay, anh hùng không màng xuất thân, thái giám cũng là người, sao lại không thể chiến thắng? Việc này xảy ra lại càng chứng minh nam đường, không đánh giá thấp tài năng của con người, có lý. Hoàng hậu mong người nghĩ lại. Người và ta đều xuất thân ra giáo. Nếu như để chức nhạc sư này, để người khác ngồi mất. sợ chuyện này sẽ khó giải thích với lệnh tôn, ngươi là đang uy hiếp ta đó hả? Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh 20 cái, nương nương. Vi thần biết tội, lôi ra ngoài Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa Hoàng hậu nương nương tha tội Hoàng hậu tha mạng Bổn cung tuyên bố Nhạc hội tiệc rượu hôm nay Người thắng là đường khuyết Đã tạ nương nương Nói đi, lần này sao lại để thất bại Cha, vốn dĩ Con đã mời nhạc sư Lâm Diệu An ăn chắc phần thắng Ai mà biết, tên Đường Khuyết xuất hiện. Đường Khuyết. Không ngờ vóc dáng của Bệ Hạ lại ngon đến vậy, bình thường giải trai đúng là nhỉ không ra, đúng là phí phạm của trời. Thưa Bệ Hạ, cuối cùng phong nhạc sư Đường Khuyết, sự việc là như vậy, Đường Khuyết, ngươi chỉ là thái giám sao lại biết cả âm nhạc, chỉ là hiểu một chút. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Chậm dùng người không nghi ngờ, hoàng hậu hôm nay rất vui. Hiện nay công bộ và lễ bộ đều đã nằm trong tay ta rồi. Lại thêm sự chống đỡ của hoàng hậu, có thể những lão thần cũng không dám hỗ xược. Đường khuyết, chuyện hôm nay ngươi là người có công lớn nhất, Chấm, Thưởng ngươi ngàn lượng vàng, tạ bệ hạ. Hai người đang đùa với ta đó à? Chỉ là một tên tiểu thái giám, hắn có bản lĩnh gì chứ? Đại nhân nhưng vẫn phải đề phòng tên tiểu thái giám này. Hắn ta nghiên cứu được kỹ thuật chế tạo súng, giúp của cải của Nam Đường tăng lên gấp 5 lần. Đột nhiên đất nước lại xuất hiện kỳ tài. Không sai. Hôm nay còn cốt hai bài nhạc ở tiệc rượu là hắn ta làm. Tên đường khuyết này thực là là người có bản lĩnh. Nếu đã như vậy, nên lôi kéo hắn làm thủ hạ của chúng ta. Bằng không, chắc chắn sẽ trở thành đại họa mặc vô thư việc này ta giao cho ngươi nếu hắn đồng ý sẽ được vinh hoa phú quý nếu không đồng ý thủ tiêu nhanh chóng hắn là đường khuyết mới đến có mấy ngày liền lên chức thái giám hầu cận ngang hàng với địa vị chúng ta ngài mới chính là ti lễ giám tổng quản giờ thì hay rồi việc ở tiệc rượu bây giờ đều rơi vào tay hắn chuyện này là sao chứ đợi tấu hoành giang sụp đổ đến lúc đó việc nội vụ đều do chúng ta tiếp quản <laughs> phiền chết được chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong đúng là phế vật nô tài biết tội ta biết hắn ngươi là người đi cùng đường khuyết lúc trước theo chân hắn như chó đúng không được đó ta thấy ngươi chính là cố ý đúng không Tổng quản đại nhân tiểu thuận tử biết sai rồi. Còn dám giả mồm, ngươi không thích người khác làm chó. Nào, cơm chó đây, ta giúp ngươi ăn hết. Làm chó cũng phải giác ngộ theo kiểu chó. Ngươi chính là loại ti tiện, cả đời cũng chỉ hợp với cơm chó. Các ngươi to gan lắm, thả hắn ra cho ta, ta còn tưởng là ai, thì ra là Đường công công. Ngươi không biết cách dạy dỗ, ta thay ngươi dạy dỗ hắn một chút, có vấn đề gì không? ngươi dùng tưởng ngươi làm hoàng hậu vui ngươi liền xem thường người khác ta nói cho ngươi biết chỉ là một tên thái giám vô danh tiểu tốt dám hỗ sược hay là nói về thế lực đừng nói là cho hắn ăn cơm cho ta còn muốn hắn ăn cướp hắn cũng phải ăn sạch sẽ ai đến cũng vô dụng ta nói đó ha 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 con mẹ nhà ngươi muốn chết à còn dám động tay người có tin không ta sẽ khiến hai người không sống được qua đêm nay tổng quản đại nhân ta ăn đường công công vừa mới đến xin các ngài bỏ qua không được ăn bỏ xuống ngươi mà ăn thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được đứng lên đường công công người đừng lo cho ta hai người bọn họ là người của thục phi nương nương đang nắm giữ hậu cung ngoài hoàng hậu thì thục phi là người có thế lực nhất chúng ta không làm gì được họ ta chỉ là tên tiểu thái giám ăn bữa cơm chó này cũng không sao nhìn thấy chưa đây chính là quyền thế không sao cơm chó còn nhiều lắm nếu thích ta có thể để ngươi ngày nào cũng được ăn nói cho ngươi biết ở hậu cung này hai bọn ta chính là trời hôm nay hoàng hậu đến ta cũng không nể mặt đâu ai dám không nể mặt bổn cung vậy tham kiến hoàng hậu nương nương hai tên chó này khẩu khí lớn quá đến bổn cung cũng không xem ra gì hoàng hậu nương nương tiểu nhân lỡ lời xin hoàng hán a nương nương tha tội vâng ạ à, vâng ạ à. đều tại tên đường khuyết chính hắn xem thường vương pháp ba che tên thái giám đường khuyết là người chiến thắng trong bữa tiệc hôm nay dựa vào vị trí của hắn còn cần bao che sao chiến thắng việc này hắn chính là nhạc sư của nam đường ta không là nhạc thần nhạc thần tham kiếm nhạc thần lúc nãy là nô tài có mắt như mù nô tài đáng chết đúng đúng nô tài có mắt mà không thấy núi thái sư nhạc thần tha lỗi bây giờ hối hận muộn rồi hai thứ cho má nhà ngươi Thích ăn cơm chó đúng không? Ăn cho ta xem. Ăn 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 ăn. Ăn 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 ăn. Ăn không hết ta đánh gãy chân chó của các người. Ta thích ăn nhất là cái này. Ngon lắm ngon lắm. Sau này ngày nào ta cũng ăn cái này không mau cút. Cút cút, cút ngay đây. Hoàng hậu nương nương, vẫn là người có mắt tinh tường, phân biệt đúng sai, đoạn châu nói không sai. Quả nhiên là lẻo mùm lẻo mép. Ta đã giúp ngươi rồi, ngươi trả ơn ta thế nào đấy?" Nương Nương chê cười. Nương Nương là Mẫu Nghi Thiên Hạ. "Ngươi không thiếu cái gì, đồ của thần làm sao lọt được vào mắt người? ngươi quá xem thường bổn cung rồi. Những thứ vàng bạc trên đời bổn cung không thiếu. Trái lại với tài hoa của ngươi, ta rất thích. Buổi tiệc rượu hôm đó không được chọn vẹn, hôm nay biểu diễn lại cho bổn cung xem. Được ạ, à. vậy thần sẽ cho Nương Nương xem biểu diễn một tiết mục khác. cái này hay quá đường khuyết ngươi ắt phải ở trong đội nhạc nam đường giữ lại sự rực rỡ hoàng hậu nương nương quá khen rồi còn gì nữa tiếp đi hoàng hậu nương nương người xem trời cũng không còn sớm nữa hay mình để hôm khác được không không được nếu ngươi không đồng ý ta gán ngươi tội khi quân tống ngươi vào tù ngươi tự chọn đi xem ngươi sợ kìa được rồi được rồi vậy nô tài đi trước ạ à không được. Vội cái gì chứ? Qua đây. Qua đây. Giúp ta bóp vài, còn không nhanh lên. Đến ngay đây. Không ngờ một tên tiểu thái giám, tay nghề lại mượt như vậy. Nương nương hài lòng là được. Chính là có cảm giác. Có cái gì cứng cứng. Cấn vào người không thoải mái. To gan, ngươi chưa thiến sao, không thiến còn dám làm thái giám. Chính là đại tội, chém đầu chín đời. Người đâu? Nương nương, đừng có hết. Người nghe ta giải thích. Người xem, sáo. Nương nương, người xem thần là một nhạc sư mang nhạc cụ không quá đáng chứ hình như là cái này nương nương không phải hình như mà là chắc chắn người xem ta đã thiến sạch sẽ lắm rồi còn cái gì nữa đâu không biết xấu hổ còn ra vẻ ta lần đầu nhìn thấy có người làm thái giám lại vui đến vậy ngươi mà là trai thẳng thì hay rồi trong cung này quá cô đơn ta nên chết đi sao lại quên được vụ này hoàng đế là nữ chắc trách hoàng hậu lại thấy cô đơn Quá lãng phí cơ hội này rồi. Sao thế? Không có gì ạ. À? Đánh con mũi, thêm lực vào, giống như chưa ăn cơm vậy. Hoàng thượng già đáo. Đường khuyết, dám thất lễ với Hoàng hậu. Đi Ta bệ hạ là thần thiếp mệt mỏi mới bảo hắn xoa bóp hoàng thượng khoan hồng độ lượng không cần tính toán với tên tiểu thái giám không được chuyện này mà truyền ra ngoài không còn thể thống đạo châu mau lôi hắn ra ngoài vâng không phải chậm thôi hoàng hậu nghỉ ngơi sớm bệ hạ trời cũng tối rồi hay là đêm nay người ở lại đây đi để lần sau trẫm còn tấu trương vẫn còn phải giải quyết ngươi nhẹ thôi bệ ha người nghe thần giải thích người nghe ta giải thích lợi hại quá đường khuyết ngươi làm rất tốt ta luôn lo lắng về việc hoàng hậu không còn cách nào có ngươi việc này giã dược giải quyết nhanh gọn thế này đi ngươi sau này rảnh rỗi cứ đi đến cung hoàng hậu đàn hát xoa bóp thư giãn làm phân tâm sự chú ý của cô ta để cô ta không muốn cùng ta hợp phòng đúng rồi bệ hạ thần chính là nghĩ như vậy ạ à có thể chia sẻ nỗi lo với chính hạ. là phước phần của hạ thần ha khua môi mùa mép đúng rồi ngày mai lên chiều công bộ thượng thư có việc bẩm tấu ngươi đi cùng chấm bệ hạ việc đại sự này ở trên chiều vi thần không thích hợp để đi ngươi đương nhiên có thể không đi ta cũng không phải bạo quân không thích ép buộc người khác vi thần xin đa tạ bệ hạ vi thần cáo lui bệ hạ vi thần đã nghĩ rồi Quốc gia hưng vong, ai cũng có trách nhiệm phải lên thượng triều thần đi. Nương nương, xin người hãy làm chủ cho chúng nô tài. Đúng vậy. Tên đường khuyết dựa vào hoàng hậu che chở, ép chúng nô tài ăn cơm chó, đây chính là không nể mặt người. Xem ra gần đây bổn cung hơi trầm rồi, chỉ là tên tiểu thái giám cũng dám ngồi lên đầu ta rồi người đâu đem tên tiểu thai dám lôi đến đây bổn cung muốn tự tay xử lý thục phi nương nương có lời mời thục phi nào nữa không quen biết chó tốt không cản đường tỉnh dậy đi mẹ nó không có mắt à? dám chói mệnh quan triều đình, ngươi chính là đường khuyết, chết miệng. quả nhiên là một tên dâm ô. bổn cung cho người một lựa chọn, hoặc là quy thuận ta, hoặc là chết. thục phi không phải chính là hậu thuẫn của hai tên thái giám kia sao? hàng xa của canh bộ thượng thư lạc thiên thu, thì ra là thục phi nương nương cái này cần gì trói thần thế này chúng ta có gì từ từ nói đừng nhiều lời ta và hoàng hậu không chung thuyền chéo ngược cả hậu cung này đều biết bổn cung còn nghe nói về tài năng của ngươi thông thạo văn thơ còn biết cả âm nhạc nếu như ngươi đi theo bổn cung ta đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý thục phi nương nương hoàng hậu nương nương cũng cho ta không ít người muốn ta đâm sau lưng hoàng hậu trên thế gian này không có gì tiền không mua được chỉ cần ngươi theo bổn cung đây là viên chân châu biển sâu trị giá một tạ cho ngươi. Thục Phi, Thục Phi người nhìn nhầm người rồi. Hoàng hậu thật ra là bạn tốt của ta. Ồ, thì sao? Cho nên... Thêm tiền nữa đi, ta chính là thích tính thẳng thắn của người. Cái cái đó. Người thả thần ra đã. đừng tưởng dễ qua mặt được bổn cung trói hắn lại cho ta ta sẽ từ từ trừng phạt hắn cái này có thủy ngân cực kỳ độc nghe nói chỉ cần một giọt sẽ giống như hàng vạn con kiến cắn ngươi nghĩ xem ta nên bắt đầu từ đâu sẽ có hậu quả thế nào thục phi nương nương nô tài biết sai rồi giết được nhưng không thể làm nhục bây giờ biết sợ rồi sao? muộn rồi. bây giờ ta muốn cho ngươi biết, trò chơi mới thực sự bắt đầu. đừng mà. a, à. sao ngươi lại chưa bị thiến? đây đây chính là tội chết. thục phi này xem ra cũng là người dâm đáng. làm nửa ngày vẫn còn non và xanh lắm. cũng đúng. thâm cung lạnh lẽo, hoàng thượng lại là phụ nữ, mỹ nhân hậu cung cũng chỉ là quá phụ, ai rồi cũng sẽ điên hết thôi. Việc đến lúc này, thần cũng không muốn lừa dối người. Ta nhận lệnh bảo mật cho hoàng thượng, giả danh thân phận thái giám, loại trừ các gian thần loạn tặc. Ngươi bây giờ bắt giữ ta thế này, ta làm chuyện gì cũng không phát hiện, thật sao? Đương nhiên là thật, vậy ta có thể đánh chết mẹ nhà ngươi. Ngươi nghĩ ta là con ngốc à? Tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ có thể qua mắt được ta. Nhưng mà, xem ra ngươi cũng không phải là tên khốn nạn. Nếu như ngươi nói xong rồi, bổn cung có thể Tha chết cho người. Cứu mạng. <laughs> Đàn ông khóc lóc cái gì? Không ra thể thống gì? <laughs> ngươi yên tâm. Bổn cung sẽ bù đắp cho ngươi. Cầm lấy đi. Không hay lắm. Sau này cứ cách 5 ngày. Không. 3 ngày. Phải đến đây với ta ba ngày Bệ hạ, công bộ nhiều lần hỏi hộ bộ thêm bạc, nhưng rất lâu vẫn không thấy được thành quả, thần hộ bộ không thể xoay sở kịp. Thần nghi ngờ hộ bộ có người ăn chặn tiền riêng, lấy quyền đoạt lợi. Đường khuyết có chuyện đó không? Bệ hạ, gần đây công bộ, Quả thực chi tiêu khoản lớn nhưng mà, người cũng thấy nghiên cứu đồ vật, tuyệt đối tạo ra siêu phẩm. Nếu đã như vậy, vậy hãy để công bộ đưa lên, cho các quan lời giải thích, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Cái này chính là tài sản của quốc gia, sao để người khác tùy tiện xem được, ngộ nhỡ bị gián điệp biết được. Hắn tiết lộ, ngươi nói ai là gián điệp tôn đại nhân tôi cũng đâu có nói ngài ngài vội cái gì lại nói việc buôn bán muối tinh đều do hộ bộ mỗi năm ăn bớt hơn nghìn vạn lượng bạc rốt cuộc ai mới là kẻ ăn bớt đây nói chung việc này hộ bộ ta không có tiền công bộ các ngươi tự nghĩ cách kiếm tiền đi mấy nghìn vạn lương bạc chỉ có một câu nói ngài đã cũng đi mất bệ hạ nếu như không còn chuyện gì vi thần cáo lui này ngài tên tôn hưu này tuyệt đối là tên tham quan hối lộ, tôn hưu, là môn đệ của canh bộ thượng thư Lạc Thiên Thu, hắn dám làm như vậy. Chính là do sự bệ đỡ của Lạc Thiên Thu, hiện nay trong ngoài đều là người của bọn họ, chẳng không thể ngồi yên chờ chết. Đường khuyết, súng là nền tảng của một nước, ngươi có cách nào đẩy nhanh tiến độ, chấm phong ngươi làm vạn hộ hầu, hoàng đế hiện đang yếu thế, nếu ta giúp người giữ vững địa vị, tương lai sẽ là đại công thần, không phải chính là vi tiểu bảo sống lại sao, tiền và quyền trẻ con mới phải chọn ta lấy hết bệ hạ thần có một diệu kế có thể bắt tên cáo già tôn hưu bị trừng trị tốt vậy trẫm chờ tin tốt công tử việc ngài giao tôi đã làm xong rồi ta đã báo cáo thánh thượng chặn đứng tiền của công bộ không hổ là tôn đại nhân làm việc rất nhanh gọn vẫn là nhờ công tử quan tâm đến hạ quan được thôi được thôi Vậy ngài nghỉ ngơi, hạ quan xin cáo lui. Mã hữu thiên lý chi trình, vô kỵ bất năng tự vãng. Nhân hữu sung thiên chi trí, vô vận bất năng tự thông. Đường khuyết ơi đường khuyết à, không có tiền ta xem ngươi phải làm sao. rốt cuộc là có chuyện sao gì? phải lén la lén lút tên thái giám đáng chết định lợi dụng ta làm gì sao nghe nói gần đây trong cung thích loại đồ lạ này bỏ đi bệ hạ bây giờ đang cần hắn vì bệ hạ ta sẽ mặc kệ vậy ta muốn thử cái này hả cái này không thì cái gì đây là thứ quần áo gì vậy đây là loại đồng phục học sinh rất thịnh hành ở danh châu ngươi có bị điên không ta sẽ không mặc loại quần áo này đâu aia ngươi nghĩ xem công bộ của bệ hạ vận hành phải cần tiền vật này chính là dùng để kiếm tiền ngươi muốn để bệ hạ bị bọn phản nghịch làm lung lay ngôi vị sao được vậy ta đồng ý với ngươi nhưng chỉ lần này thôi Qua, wow. đẹp quá. Ngươi còn dám nhìn, ta sẽ móc mắt ngươi. Con người này thật là vô cảm. Ngươi qua đây, ngồi xuống, để ta. Ngươi dám sờ thêm lần nữa thử xem, có tin ta giết chết ngươi không? Cô bị làm sao thế? ta là thái giám ta còn có thể làm gì cô chứ đúng là nhỏ mọn được rồi coi như ta trách sai ngươi được không có lần sau đâu mặc vào đi Thế, thế nào? Ta chịu không nổi nữa rồi, hoàng hậu già đáo. Đường Tổng Quản, ngươi đang... Đường Tổng Quản, ngươi đang, ta đang cùng với Đọa Châu thử nghiệm, có đúng thế không? Vâng, không biết hoàng hậu đại giá quang lâm có việc gì quan trọng. Bổn cung nghe đường tổng quản nói, vừa nghiên cứu ra một loại trò chơi mới, tên là jica, cho nên qua đây xem thử. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đến thật đúng lúc mời xem. Thứ này chính là jica, vật này có phần hơi hở hang. Đường tổng quản nghiên cứu ra vật này làm cái gì? Người có điều không biết vật này chính là dùng tơ lụa thượng hạng làm không hơn nữa còn làm tăng thêm hứng thú giữa hai vợ chồng nhất cử lưỡng tiện cho nên ý của ngươi là hoàng hậu nương nương nghe nói nhà người mấy đời giàu có ta nghĩ chúng ta cùng hợp tác kiếm được tiền chia năm năm ngươi chắc chắc trò này có thể bán được ra ngoài sao nếu không bán được lỗ đâu thần chịu hết đến lúc đó ta sẽ làm cho người cả đời không lời oán trách lời này là do ngươi nói nếu không bán được, ngươi phải làm cho bổn cung thái giám bên cạnh ra cả đời, bổn cung bắt ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây. Đường khuyết, điện này bổn cung đã theo sự sắp xếp của ngươi, có thể kiếm được tiền hay không? Chính là xem bản lĩnh của ngươi, ngươi yên tâm đi. Chúng ta cứ chờ xem. Mau xem, ở đây vừa mới mở tiệm quần áo tơ lụa. Có sản phẩm mới, khuyến mãi hạ giá, có phải là giảm giá không? Rẻ mà không vào là ngu đó, đi, chúng ta vào bên trong xem thôi ừ. vào. Y phục này nhà các ngươi, mặc không được đâu, thứ này gọi là Zika, được làm từ tơ lụa thượng hạng. Mặc lên người sẽ khiến tinh thần hưng phấn, nổi bật thân thể. Chúng tôi đang có hoạt động mua hai bộ giảm chín phần chỉ còn có chín lượng bạc cái thứ ngắn thế này mà bán năm lượng bạc sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi ấy phu nhân cái này không đúng chẳng phải nói đây là hàng chất lượng cao mặc lên người bảo đảm khi về nhà khiến phu quân thần chí điên đảo ai mà tin chứ Đẹp quá, đẹp quá đi. Bộ này ta lấy, ấy ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn, năm bộ, phu nhân đừng chen lấn, ai cũng có. Thứ này sao đột nhiên lại bán chạy như vậy? Cái này người không biết rồi, ai mà không muốn cuộc sống có sự hứng thú, đúng không? Bộ quần áo này bán năm lượng. Tiền làm chỉ tốn có 10 đồng. Chúng ta chẳng phải phát tài rồi sao? Đi thong thả. <laughs> Cha, không hay rồi. Tên đường khuyết kia vừa mở cửa hàng tên là Thanh Y Phường. Đặc biệt bán một loại quần áo tên là Zika. Kiếm được rất nhiều tiền. Quần áo Zika. Đúng, ấy. Cái này có mỗi tí vải. Hắn dám bán năm lượng bạc. Quả là lãi trên trời rồi. Cái thư thấy gớm thế này. Sao mà có thể bán được chứ? Có điều gì không bình thường spa? Ông này. Đêm nay ta sẽ cho ông một điều bất ngờ. Cha, con không nhìn nhầm chứ? Mẹ con cầm cái đó, hình như chính là im mồm. Được rồi, có phải là JKA không? Hắn bán ta cũng có thể bán. Hắn bán năm lượng, chúng ta bán ba lượng, ép chết hắn đi. Nhưng thứ này chúng ta không biết làm, trong công bộ có tai mắt của chúng ta. Cái thứ JKA cũng nằm trong tầm tay. Được. Đợi đã. Tiện thể gọi luôn tôn hưu. Mối làm ăn này cũng để hắn tham gia. Hắn là hộ bộ thượng thư quản lý tiền bạc, cũng để chúng ta có có được cơ hội tốt. Thế này đi. Chuyện này cứ quyết như vậy. Một bộ di ca ba lượng. Tiệm mới khai trương. Một bộ di ca ba lượng. Bên kia còn rẻ hơn nữa nhân dịp khai trương ba lượng một bộ, vậy mua ở đây đi, nhanh nhanh, xin mời vào trong. Hoàng hậu nương nương Các ngươi thật là ấu trĩ hoàng hậu nương nương, việc mua bán, ai chả làm được, người đâu thể độc chiếm được, người làm ăn lại không cho lạc gia ta buôn bán, cút khỏi mắt ta. Cung tiền nương nương, nương nương, thần sẽ giảm tám phần nếu người đến chỗ thần mua. Giờ là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn tâm, chạo nằm hưởng thụ à, sao thế, lạc gia vừa mới mở tiệm quần áo ở đối diện hơn nữa chỉ bán có ba lượng bây giờ khách hàng đều bị cướp hết sang đấy chút chuyện nhỏ như vậy ta tưởng là chuyện gì to tát lắm chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao ừ, ừ. ngươi đừng có quên ngươi và ta có giao hẹn nếu cuối cùng không kiếm được tiền ngươi phải bán thân cho bổn cung làm nô tài cả đời hoàng hậu nương nương mời xem cái này là cái gì Thứ này gọi là son môi. Hỗn láo. Hoàng hậu nương nương đừng nóng này. Thả lỏng ra. Màu sắc đẹp tuyệt đẹp quá đi. Thứ này có không chỉ khiến cho mọi người có đôi môi đỏ hồng. Hơn nữa còn dễ dùng hơn loại son. Có được thứ này thì tiền không còn là vấn đề. Thật kỳ lạ. Sao hôm nay lại không có khách? Không phải chứ. Công tử, không hay Thánh rồi. Thanh y phường mới cho giá được gọi là son môi. Khách hàng đều chạy hết sang bên kia rồi. Gì chứ? Công tử nếu cứ như vậy, khách sẽ bị bên đó cướp hết. Chúng ta tốn công vô ích rồi. Lo cái gì chứ? Không phải chỉ là son môi thôi sao? Miễn là công bộ chúng ta có người. Bắt trước có gì khó. Đại sự không hay rồi đường son môi của chúng ta vừa mới bán lại bị lạc ra bên đó bắt trước rồi cái gì sao lại nhanh thế được chắc chắn là công bộ có người tiết lộ cách làm son môi bổn cung bây giờ sẽ sai người đi điều tra công bộ đừng vội ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy từ khi mở cửa đến nay chúng ta để người khác được lợi nếu cứ tiếp tục thế này đừng nói là kiếm tiền không xứng làm quan trong chiều. không thể khoanh tay chờ chết thế này ai nói chúng ta khoanh tay chờ chết son môi với quần áo gì đó mới được vài đồng tiền. Làm gì có lợi nhuận mấy? Đưa ta. Đến lúc nào rồi mà còn bán cái hộp này? Cái này gọi là Prada. Mọi người không thấy cái túi này đẹp sao? Thực ra rất đẹp. Cái này bao nhiêu tiền? Một trăm lượng. Một vạn lượng. Một vạn lượng. Ngươi bị điên rồi, hình hang cái túi này mặc dù thật sự rất đặc biệt, nhưng ai điên bỏ ra một vạn lượng mua cái túi này? Việc này người không hiểu rồi, cái này gọi là hiệu ứng nổi tiếng và thành khát lúc đói. Chỉ cần người phối hợp với ta, ngày mai đeo cái túi này đi dạo một vòng hoàng thành, bảo đảm túi bán không đủ. Được, bổn cung sẽ tin tưởng ngươi lần này. Cái túi bé tí thế này có thể bán được vạn lượng. Đúng đó cha, hoàng hậu nương nương hôm qua đeo cái túi này, đi dạo mấy vòng ở Hoàng Thành, đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt, hơn nữa Thanh Y Phường nói. Cái túi này mỗi người chỉ được mua một cái, hơn nữa chỉ có tổng cộng 300 cái, hiện nay tính ra trong Hoàng Thành. Bất kể là con gái nhà quyền quý, hay là tài nữ, khuê nữ đều muốn mua một cái, gì, Prada, đến nỗi liên cơn điên hết rồi dễ bán thế sao. Cha, người mau nghĩ cách làm ra cái này đi, không thể để tên đường khuyết kiếm hết tiền vào tay hắn. Mà đại nhân, ta và ông đã hợp tác lâu rồi, Bradar, chuyện này, ngươi nhất định phải nhúng tay vào, lạc đại nhân. Dựa vào giao tình của hai chúng ta, chuyện này đương nhiên ta sẽ hết lòng. Chỉ là, Prada không đơn giản như việc quần áo và son môi, cần phải có kỹ thuật chế tác đặc biệt. Phương pháp này chỉ có Đường Khuyết biết. Năm nghìn lượng, chỉ cần ngươi làm được túi Bradar, mỗi cái ta đưa ngươi năm nghìn lượng. tám nghìn lượng cái này cao quá rồi là đại nhân công bộ vì triều đình mà hết sạch tiền vì chuyện này mà ta đang điên hết cả đầu mạo hiểm vì ngài giải quyết việc nếu ngài không đồng ý vậy thôi đi từ đã nào tám nghìn lượng thì tám nghìn lượng đây là ngân phiếu mười vạn lượng làm tiền đặt cọc phần còn lại ngày mai sẽ gửi đến phủ cho ngươi đa tạ đại nhân Đường đại nhân, quả nhiên dự đoán lão hồ ly đó quả nhiên mắc bẫy rồi. Cầm lấy đi, cái này là phần của người đa ta đại ân đại đức của đường đại nhân. Tiểu nhân cả đời không quên, tiểu nhân lúc trước có mắt như mù. Đúng là đáng chết, không sao, biết sai biết sửa, có thể thay đổi. Tiếp theo đây, chờ xem lạc thiên thu. Lão già hồ ly tiếp làm sao tiếp chiêu đây. Cha, lần này chúng ta phát tài rồi, đồng phục son môi Prada. Chúng ta muốn cái gì có cái đó. Con thấy Thanh Y phường đó, không cầm cự được nửa tháng nữa đâu, không xem cha của ngươi là nhân vật thế nào. Ha ha ha. Lão gia, công tử Thanh Y phường tháo bảng rồi sao? Đi, dẫn ta đi xem thử. Dô, đây không phải là đường đại tổng quản sao? Sao mới buôn bán DUC có mấy ngày, sao lại không làm nữa? Đúng vậy, dạo gần đây. Buôn bán không khởi sắc nên định đổi cái khác giả vờ cái gì chứ phá sản chính là phá sản ta nói cho ngươi biết trên con đường này chỉ có lạc gia ta lạc văn binh ngươi bị điên ả à. ai bảo ngươi ông đây phá sản nào cho ngươi xem thử việc làm ăn mới của ông đây bính đao đao giao chiến đấu gọi là giao chiến đấu nghĩa là phàm là đến quán ta mua hàng chỉ cần kéo theo bạn bè đi cùng 3 đến 5 người một nhóm sẽ nhận được giá thấp nhất. Ví dụ, cái túi Prada trên tay ta giá bán là một vạn. Nếu như mọi người có thể kéo bạn bè đến, 3 người chung nhóm sẽ được mua với giá chỉ 8.000 lượng. Nếu 5 người thành nhóm, sẽ có giá 7.000 lượng. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 10 người một nhóm, giá thấp nhất là 5.000 lượng. Cái gì? 5.000 lượng có thể mua được túi Prada một vạn nữa. Vậy còn đợi gì nữa? Chúng ta mau đi mua thôi. Được, được, được ngươi lúc này còn muốn đến chỗ chúng ta lạc ra quán lạc ra các người bán chín nghìn lượng bên này bán năm nghìn lượng có ngu đâu mà sang chỗ ngươi mua tránh ra đừng cản đường ta mời vào cha không hay rồi tên đường khuyết đó đã làm mô hình theo nhóm gọi là giao chiến đấu bây giờ giảm giá túi prada chỉ còn có năm nghìn lượng thế này chúng ta lỗ mất cái gì tên đường khuyết này không hổ là kỳ tài buôn bán hứ lão phu cũng không phải là người dễ bị bắt nạt Binh nhi, nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta đảm bảo không quá ba ngày, cái gọi là giao chiến đấu chắc chắn phá sản. Chuẩn bị xong trường, ừ. vậy ta bắt đầu. đường ca ta thấy đã quá thả lỏng ra thở gấp là điều hết sức bình thường đến lúc nào rồi ngươi con tâm trạng ở đây đùa dỡn hơn nữa ngươi có khả năng đó không ấy ngươi có việc gì thì nói đừng có giận ca chém thớt sao nào hôm nay đến đây gấp thế này hôm nay không biết có chuyện gì khách trong quán đều đi đâu hết hàng hóa của chúng ta hết cứu rồi hiện nay một đám người muốn trả hàng đòi lại tiền thật không được rồi ta đi với cô xem thử đợi bổn tổng quản quay lại chúng ta tiếp tục nghiên cứu đường ca muội đợi huynh xem thử bọn họ xem thử hắn nam nhân chúng tôi đã chốt đơn rồi tiền đã trả rồi sao hàng lại chưa về thanh y phường không lẽ định cầm tiền bỏ chạy à không đâu không đâu vẫn không có hàng thì trả lại tiền đây trả tiền trả tiền cha vẫn may có chú ý của người thuê được bao nhiêu người đặt đơn ở thanh y phường thanh y phường có thể có bao nhiêu hàng tích trữ, đợi đến lúc không có hàng bán mọi người truyền nhau thì hắn chết chắc rồi cái gì mà giao chiến đấu kiếm chiến đấu đúng là xàm xí muốn đấu với ta tên đường khuyết còn non và xanh lắm ta hôm nay xem thử hắn rốt cuộc chết như thế nào ha 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 ngươi cuối cùng cũng quay lại rồi đừng có gấp từ từ nói có chuyện gì hôm qua đột nhiên đến mười mấy người đặt rất nhiều hàng hơn nữa lại đặt hàng ở nhiều nơi khác nhau nhưng hàng hóa ở cửa hàng vốn không đủ nhân công cũng không đủ những người đó lại gây sự bọn họ nói nếu trong vòng hôm nay không giao hàng là là cái gì phá vỡ thanh y phường rốt cuộc là có chuyện gì vậy tuy cửa hàng chúng ta kinh doanh tốt nhưng cũng không thể lố đến thế chứng minh là Khẳng định là Lạc Thiên Thu chính là ý của Lão Hồ Ly đấy. Hắn muốn dồn chúng ta vào đường cùng, làm cho hàng hóa của chúng ta không thể giao đúng hẹn. Chính là không tốn một xu để chúng ta rút lui mà không cần ra tay. Đường tổng quản việc buôn bán hôm nay sao quyết liệt thế? Thật sự làm Lão Phu ghen tị đó. Vẫn ổn lắm. Muốn học sao? Muốn học thì để ta dạy ông. Vài ngày nay ai cũng có thể đến học, chỉ cần các ngươi quỳ xuống gọi một tiếng nghĩa phụ, ta sẽ dạy ngươi, đường khuyết, ngươi là cái thá gì chứ, dám nói với cha ta lời đó, ta đánh chết ngươi, ấy sao lại phải so đo với lũ chó chết chủ chứ đường khuyết đại nhân ta đại lượng hôm nay cho ngươi một cơ hội nếu như người đồng ý đem tất cả những bí mật của ngươi đường đi nói hết ra ta có thể dơ cao đánh khẽ để ngươi chết dễ dàng một chút bằng không ông bị điên hay sao hay vẫn chưa tỉnh ngủ xem ra ngươi rượu mời không muốn muốn dựa xem ngươi làm sao sống sót được qua hôm nay Đường tổng quản, thật may mắn, đồ người cần đều ở đây. Ừm được. Mở ra đi, để lạc đại nhân xem từ từ. Sao lại có thể? Nhà kho của công bộ cách thành rất xa. Cả đi cả về nhanh cũng mất hai ngày. Ta nghe ngóng được. Các ngươi làm gì có phát minh để truyền thông tin nhanh? Cách ngồi đáy giếng thì sao biết được tài năng đo lường của đường tổng quản? Chỉ là truyền tin thôi sao? Châm một ngòi lửa. Cần gì dùng công nghệ cao? Đường tổng quát sớm đã phát tin rồi. Chỉ cần nhìn thấy ám hiệu lửa lập tức vận chuyển hàng hóa ngu hết chưa cái này gọi là cái này gọi là kinh điển vĩnh lưu truyền ha ha tức chết chưa cha 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 người tỉnh binh nhi những đơn đặt hàng đó cuối cùng thế nào rồi đừng nhắc nữa cha đều giao hàng xong rồi lần này chúng ta mất mát lớn rồi trong phủ trên dưới đã hết sạch tiền rồi hạ nhân bọn họ đều chạy rồi cha 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 đều tại tên đường khuyết đáng chết cha sau này chúng ta phải làm sao đây tôn hưu cha lẽ nào người muốn động vào tiền trong ngân khố cha lẽ nào người muốn động vào tiền trong ngân khố ngươi sai tôn hưu đi cướp một xe tiền hành động phải nhanh nhẹn, việc còn lại. Để ta lo liệu, ta sẽ đem chuyện này, đổ hết lên đầu đường khuyết. Từ nay về sau, ta có thể nhất cử lưỡng tiện. Cha! Tôn Ái Khanh, muộn thế còn muốn đến gặp cháu. Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Bẩm bệ hạ. Thần muốn tố cáo đường khuyết không biết đường tổng quản đã phạm phải tội gì, làm cho ái khanh nổi điên đến vậy. Hôm nay, hộ bộ phải chuyển tiền đến cho quốc hố, bị một đám người đến cướp, hơn nữa nơi xảy ra vụ cướp chỉ có thanh y phường là gần nhất. Thần nghi ngờ chính là do đường khuyết chủ mưu, sai người đi cướp tiền trong cung, ước tính trên trăm vạn lượng bạc của triều đình. Xin bệ hạ hãy trị tội. Ồ, thật không đường khuyết, có chuyện này không? Này tên đần độ này, ngươi chính là hộ bộ thượng thư quản lý quốc hố, bạc ngươi làm mất còn đến hỏi ta. Không biết xấu hổ à, những người biết chuyện vận chuyển tiền cũng không nhiều. Ngươi thân là đại nội tổng quản lại càng rõ thông tin. Trùng hợp hơn nữa chố bị cướp lại gần thanh y phường nhất. Cho nên ngươi là người đáng nghi nhất. Ngươi đang vu khống ta. Ta nói là ngươi tự cướp đó thì sao? Bổn quan là hộ bộ thượng thư cao quý, quan chức trí thức sao phải làm ra chuyện thế này? <laughs> Ta nghe nói tôn đại nhân gần đây đang buôn bán lỗ mất một đống tiền đúng không? Hứ, tổn thất không đáng, bổn quan với chuyện này là không đáng kể. Thật sao? Đọa châu. Sổ sách này còn có số bạc này, đều lấy từ nhà của ngươi, còn lời nào để nói không? Ngươi dám tự y xông vào nhà bổn quan, ai cho ngươi gan chó vậy, là chấm cho hắn cái quyền ấy. Sao nào, có ý kiến gì không? Bệ bệ hạ thần thần biết tội bệ hạ người nể tình thần vì triều đình chăm chỉ vì lợi ích mười mấy năm tha cho lão thần bệ hạ cái này bệ hạ bằng chứng rõ ràng An chặn quốc khố chính là đại tội bệ hạ không cần nghĩ gì nữa lập tức chém hắn ta cảm thấy ngươi nói rất có lý ừm truyền ý chỉ của trẫm lôi tôn hưu xuống chém đầu bệ hạ thần biết tội rồi bệ hạ đợi giã Tôn Thượng thư không thể giết. Tôn Thượng thư không thể giết. Ngươi nói không giết là không giết sao? Ngươi có hơn hoàng thượng không? Lạc Thiên Thu, ngươi hôm nay tốt nhất cho chẫm một lý do không thể giết, bây giờ tình hình nam đường không ổn, trong ngoài khó khăn. Bắc Liêu bên ngoài rình rập như hổ đói, nội bộ Hạn Hán lũ lụt nhân dân lưu lạc khắp nơi đều dựa vào hộ bộ một tay gáng vác nếu như giết tôn đại nhân bây giờ còn ai có thể giải quyết chuyện này hậu quả ai có thể gánh vác bệ hạ thần biết tội rồi cho thần cơ hội lấy công chuộc tội đi lấy công chuộc tội hay lắm thế này chỉ cần ngươi khai ra ai là người bắt ngươi đi cướp quốc khố ta dùng cái đầu này đảm bảo nói bệ hạ cứu ngươi một mạng tha mạng cho ngươi Tôn đại nhân, chuyện đến lúc này, ngươi đem mọi chuyện nói hết đi. Không vì ngươi cũng phải vì gia đình ngươi. Ấy, tôn đại nhân, người yên tâm, người nhà của người, ta đã bảo vệ họ rồi. Ngươi cứ yên tâm nói, mạnh dạn nói đi. Được rồi, được rồi. Hay lắm lạc thiên thu, ngươi dám ở trước mắt thiên tử giết người. Người đâu? Đem tên phạm nhân này lôi xuống, ai dám? Luật pháp vô tình. Quyết không khoan nhượng, bọn họ không dám, ta dám, lão tử hôm nay sẽ chặt ngươi ra. Dừng tay, chấm thừa nhận canh bộ thượng thư vô tội, người nói không sai. Luật pháp vô tình, tuyệt đối không nương tay. Bệ hạ đủ rồi chuyện này không được nhắc đến nữa, nếu không còn chuyện gì khác. Bãi chiều đi. Thần vẫn còn một chuyện muốn bẩm. Bệ hạ, dân nữ có chuyện muốn chính là ai mà dám xông vào đây? Đọa châu, đừng nóng vội. Người này đến từ tỉnh Thanh Hà. Nói đến kinh thành để cáo trạng. Ta thấy cô gái này chắc hẳn có oan Nên mời đến trước mặt bệ hạ để tự mình trình bày. Ô ngươi có nối oan gì? kể lại đầu đuôi. Chấm giúp ngươi làm chủ. Dân nữ muốn cáo trạng chính là tên dâm ô này. Ta. Dân nữ muốn cáo trạng chính là tên dâm ô này. Dân nữ sống ở Thanh Hà. Bởi vì hạn hán mất mùa. Dựa vào đâu mà hắn được ở trên triều đình ăn sung mặc sướng vô vết của cải. Mà lại để đám dân thường chúng tôi phải chết đói chết khát. Vô vết bệ hạ. Cái đó, hạ quan quả thực có làm ăn buôn bán nhỏ nhưng thần kiếm tiền là để công bộ nghiên cứu. Tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Đút túi riêng. Rốt cuộc có đút túi riêng hay không, sợ là chỉ có mình người mới rõ. Chuyện quan trọng trước mắt là tôn đại nhân đã chết, hộ bộ như rồng mất đầu. Chuyện dân chúng ai đứng ra xử lý đây, còn có ai đứng ra nhận trách nhiệm này. Mà chuyện này đều do công bộ các ngươi che mắt xem ra chuyện này ngươi đến nay đã không vừa mắt với ta đúng không đường tổng quản ngươi nguyện vì người dân đáng thương ở thanh hà đóng góp của cải thế mới chứng minh được sự trong sạch tiền của ta đều dùng cho việc nghiên cứu ở công bộ rồi làm gì còn tiền phân phát hứ chuyện này không liên quan đến ta không phải chứ mong bệ hạ nghiêm trị đường khuyết trấn an dân chúng xoa dịu nỗi đau dân chúng lẽ nào bệ hạ muốn bao che ta chính là biết các ngươi chính là cấu kết với nhau đều là bọn xấu xa hôm nay ta sẽ chết ở đây để chứng minh ấy cô nương cô nương cô nương bình tĩnh đã bình tĩnh bình tĩnh yên lặng nào lão già nhà ngươi thích chơi bẩn với ta cô gái này tự tìm cái chết liên quan gì đến ta hư được ngươi cứ đợi đấy cho ta cô nương yên tâm việc ở thanh hà giao cho ta cha thế nào rồi tôn đại nhân thì sao tôn đại nhân hắn chết rồi cái gì sao lại chết vậy bị ta một kiếm giết chết cha người thế này quá tàn nhẫn rồi tôn đại nhân đối với chúng ta một lòng nói giết là giết người làm đại sự phải tàn nhẫn ra tay tàn độc nhưng nhưng đường khuyết gian xảo không dễ đối phó đường đã bị ta điều đén thanh hà trồng lúa rồi nơi đó đến cứ chim còn không có có thể trồng được thứ gì chỉ có nằm mơ đợi hắn vụ mùa thất thu ta lại tiếp tục vạch tội hắn khiến hắn chết không có chỗ chôn đến lúc đó ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản hộ bộ cha Ngươi đúng là tính toán như thần. Hài Nhi bái phục. Ngươi nói nhiều như vậy. Bây giờ đất không thể trồng được. Trong nhà cũng không còn gạo nấu cơm. Chúng ta cũng đói không nghĩ được cách. Nước miếng còn không có để nuốt. Ấy đợi một chút. Khi ta đến. Đã xem qua rồi. Mảnh đất này thật sự rất khô cằn. Không thể trồng lúa. Ngươi làm cái gì chứ? Thế ngươi đến đây làm gì? Ngươi làm cái gì chứ? Nhưng... Có cái này. Chắc chắn dưỡng của đây là cái gì chắc chắn dưỡng của các ngươi được bội thu đây là cái gì cái này gọi là phân bón. Làm tăng tốc độ phát triển của cây cối. Cái thứ thôi thế này, ngươi nói tốt là tốt sao? Cái này các ngươi làm sao hiểu được? Lúc ta đến đã nói trước với bệ hạ, nếu như làm không xong chuyện này, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Bốn tháng sau, Bệ hạ, đã qua mấy tháng rồi. Thanh Hà bên đó cũng không có tin tức gì truyền đến. E là Đường Khuyết đã sợ tội bỏ trốn rồi. Mong bệ hạ lập tức phái người đi áp giải hắn. Đúng vậy bệ hạ, nếu không trùng trị Đường Khuyết, cho Thiên Hạ một lời giải thích, sợ là nhân dân Thiên Hạ sẽ không yên. Bệ hạ. Có tin rồi, thanh hà vụ mùa bội thu, sản lượng được 2.000 cân. Tình hình này thì mọi người đều đều ăn no. Có thật vậy không? Chính xác hoàn toàn. Tuyệt đối không thể. Chiều ta từ ngày lập quốc, từng có biết bao lần bội thu sản lượng như vậy, chắc chắn đường khuyết đã làm giả. Lừa gạt thánh thượng, thần nghe nói đường khuyết đã nghiên cứu ra một loại vật phẩm mới, gọi là lúa lai. Sản lượng vô cùng cao, đủ để hàng vạn người ấm no. Từ bây giờ đến sau này, người dân Nam đừng không còn sơ bị đói nữa. Tốt đúng là đường khuyết đúng là nhân tài chuyên chỉ của trẫm lập tức đưa đường khuyết về kinh trẫm muốn thưởng hắn vạn lượng ban hắn chức tước đường đại nhân kính ngài một chén không sai đường đại nhân nếu không có ngài mười mấy vạn dân thanh hà đều chết đói hết đừng nói như thế hôm nay chúng ta vui vẻ uống rượu lên không say không về ấy 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 không uống nữa không uống nữa hôm nay uống nhiều lắm rồi vợ của ta quản chặt lắm đường đại nhân chúng tôi xin về trước ấy không sao hết Chuyện gì thế này? <laughs> Xin, lỗi, Xin lỗi, tối qua thật sự uống say rồi. Nếu như làm chuyện gì quá đáng, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô. ấy không đúng. Làm sao cô biết ta không phải là thái giám không trách người, là ta tự nguyện. Vài ngày trước, ta vô tình thấy người đi tiểu ở trên cánh đồng, cho nên mới biết. Xin lỗi đường đại nhân. Lúc trước vu oan cho ngài còn như thế với người cho nên trong lòng không yên mới nghĩ ra kế sách này ngài không dường bỏ thần thiếp chứ sao ta lại dùng bỏ cô ta thương cô còn không hết nữa là chỉ có điều ta vẫn là thái giám không thể cho cô danh phận uyển nhi không cần danh phận chỉ cần ngài không xua đuổi uyển nhi uyển nhi tự nguyện bên ngài suốt đời nhưng thanh hà bây giờ thanh hà bây giờ đã được mùa màng bội thu bách tính an cư lập nghiệp uyển nhi cũng không vướng bận gì nữa được rồi bây giờ trời cũng vẫn còn sớm vậy để ta từ từ chăm sóc nàng cha tên Đường Khuyết đó sắp trở về người tại sao không lo lắng chút nào vậy lo lo gì mà lo hắn đi đến Thanh Hà không những không phạm tội ngược lại còn được thăng quan tiến chức tiếp tục thế này con và người ở trên chiều làm gì còn chỗ đứng nữa việc này ta sớm đã chuẩn bị ta muốn cho bọn họ biết cái gọi là ngoài trời có trời, người tài có người tài hơn. Vi thần bái kiến bệ hạ, may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Bách tính thanh hà bây giờ an cư lập nghiệp, không lo cơm ăn áo mặc đều khuyết, làm tốt lắm. Ngươi nghiên cứu ra giống lúa lai mới, mang lại lợi ích. Đến đời sau, người dân phong ngươi làm thánh. Nói đi, ngươi muốn ta thưởng cái gì nào, chấm sẽ ban cho ngươi, bẩm bệ hạ. Giống lúa lai mới này không những có sản lượng rất tốt, mà còn là một vị viên tính thánh nhân, truyền thụ to lớn. Thần chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi. Ồ, vậy vị viên tính thánh nhân đấy có đây không, chấm muốn gặp hắn. Bẩm bệ hạ, viên tính thanh nhân đã lên núi tu tiên rồi. Nếu bệ hạ thật sự muốn trọng thưởng, chi bằng bệ hạ lập một tượng đài cho ngài sau này ngàn đời cung kính, nhớ ơn công đức. Được, đường khuyết chấm đồng ý với ngươi, nhưng chấm cũng nên trọng thưởng cho ngươi, một chút cũng không kém, chấm dự định phong ngươi làm hầu tước. Ngươi có đồng ý không, thần tạ ơn bệ hạ. Bình thân, những cái này ngươi xứng đáng nhận được. Thái hậu đến. Mẫu hậu, người sao lại đến đây? mẫu hậu hay là dưỡng tâm ừ. không thoải mái. Nếu ta mà không đến, sợ rằng nam đường đều sẽ bị hủy hoại trong tay tên hôn quân nhà ngươi. Ồ. Mẫu hậu, những lời này từ cổ dĩ lai hoạn quan không được can thiệp triều chính đạo lý này lẽ nào ngươi lại không nếu như hôm nay ngươi để tên thái giám này làm quốc công chính là đại nghịch bất đạo <laughs> thái hậu này sao lại nghiêm khắc với hoàng thượng như vậy đây là mẹ ruột sao thái hậu vốn dĩ không phải là sinh mẫu của bệ hạ bệ hạ được phi tử của tiên đế sinh nhưng thái hậu bởi vì tiên đế bệnh nặng bởi vì sung hỉ nhi thú vẫn chưa kịp động phòng bệ hạ là người con duy nhất của tiên đế vì vậy chỉ có bệ hạ được lên ngôi bảo sao tiểu nha đầu này thật là đáng thương ngươi chính là đường khuyết ai ra đã nghe nói về những thành tích của ngươi quả thực tài ba nhưng rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một hoạn quan khó mà lên được chức vị cao hơn Ai ra cũng không phải là người không nói đạo lý, người cầm lấy bạc đi. Cao lão về vườn, trở về làm một tên phú hộ giàu có, mẫu hậu, không thể. Sao thế năm người lẽ nào muốn bất hiếu với ai ra? Ấy Thái hậu nói quả không sai. Có điều vi thần đem một đặc sản từ Thanh Hà về. Muốn dâng tặng Thái hậu. Ừm. Thái hậu. Những loại trái cây này chỉ có được từ phương Tây. Người nếm thử, rất độc đáo. Cái này gọi là dưa hấu cái này gọi là dứa hay còn gọi là quả thơm không tệ không tệ ai ra rất thích những thứ đồ này đều là do ngươi tìm được sao không sai thái hậu nhưng những thứ này đều từ phương tây xa xôi đem về phải cần một chút thủ đoạn đặc biệt mới có được ấy thật đáng tiếc thần phải cáo lão về vườn rồi nếu không thì mỗi ngày khiến thái hậu ở trong cung nếm thử những loại trái cây độc đáo ấy Được rồi, mời Thái hậu từ từ thưởng thức. Thần quay về sắp xếp hành lý. Đợi đã, Thái hậu còn có chuyện gì ạ? À? Ai ra đã nghĩ rồi. Hoạn quan cũng là quan. Thái giám cũng là người. Nam đường ta trọng dụng người tài. Không nên có những thành kiến không hay. Từ nay ngươi cứ tiếp tục ở lại Hoàng cung, tiếp tục giữ chức. Nam đường vẫn cần những người tài như ngươi. Thần đa tạ Thái hậu. Cha! không hay rồi trong cung xảy ra chuyện rồi chuyện gì mà vội vội vàng vàng thái hậu không những không đuổi tên thái giám đường khuyết kia đi ngược lại còn giữ hắn trong cung cái gì nữ nhân đúng là không thể tin tưởng muốn ép ta ta lập tức viết đơn mật báo ngươi thay ta đưa đến bắc liêu á à, cha phải làm đến mức này sao đây chính là cấu kết phản nước im mồm ta hỏi con ngươi muốn nhìn đường khuyết từng bước từng bước đắc thế sao Vậy không thể không làm, chỉ cần chúng ta nắm có được cầu thượng vị, không cần biết hắn hồng thủy thao thiên thay đổi triều đại. Bệ hạ, đường khuyết đến rồi. Bệ hạ, đường khuyết ngươi đến thật đúng lúc. Biên giới thông báo tin tức. Bắc Liêu tập hợp trăm vạn đại quân Nam Tiến, tình hình cực kỳ cấp bách, chấm muốn nghe thử ý kiến của ngươi và Lạc Thượng Thư, thần nghe nói đường tổng quản lãnh đạo công bộ. Vẫn luôn nghiên cứu cái gì đó đặc biệt, tiêu tốn hàng tỷ. Bây giờ đất nước lâm nguy, cũng nên đến lúc chiêm ngưỡng thành quả rồi chứ. Bắc Liêu vừa mới ăn một vố lớn như vậy, lại tìm đến gây sự nhanh như vậy, chắc chắn bên trong có ổn khúc. Bệ hạ, vi thần có đề xuất, bổ nhiệm đường tổng quản làm đốc quân Bắc Ngự. Đi giám sát trận chiến. Lần xuất chinh này có quân đội của ngài chấn thủ. Bắc Liêu ta nhất định toàn thắng. Ha ha ha. Nam đường yên ổn đã lâu kể ra cũng già rồi những binh lính đó còn có thể đánh nhau sao đối phó với bọn chúng là chuyện quá dễ dàng ấy ta nghe nói chỉ huy quân nam đường lần này hình như đã đổi thành một tên thái giám đúng là chuyện này thật nực cười thái giám hình như tên là đường khuyết đúng là hắn công chúa biết người này sao đúng là tên chó thiến hại ta ở nam đường mất hết thể diện thì ra là hắn công chúa yên tâm có trăm vạn kỵ binh đại liêu ở đây san bằng nam đường chỉ là chuyện sớm muộn được báo không không hay rồi đội tiên phong toàn bộ bị nam đường tiêu diệt rồi không ai sống sót cái gì báo hồi bẩm tướng quân quân ta đã thuận lợi tiêu diệt đội quân tiên phong của bắc liêu tốt tốt lắm đường khuyết lần này may mắn có ngài ta thay mặt người dân nam đường tạ ơn ngài ấy đừng 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 người thế này ta tổn thọ mất hơn nữa mọi người đều vì đất nước Việc ta nên làm, có điều chúng ta không nên vui mừng sớm. Bây giờ thời gian gấp rút, hơn nữa số lượng súng đạn không còn nhiều. Nếu như Bắc Liêu chờ đợi tấn công, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được. Được. Chuyện lệnh xuống dưới, toàn quân cảnh giới. Không được lơ là cảnh giác. Rõ. Thần quân, công chúa, ta vừa nhận được mật thư. Súng của Nam Đường mặc dù lợi hại, nhưng số lượng không nhiều. Nếu như toàn quân ra sức tấn công, bọn họ sẽ không cầm cự được. Ha ha! Không cần gián điệp, bổn thần quân cũng đã nghĩ được kế sách hay không phải chỉ là ít súng thôi sao. Ta đã sai người người dùng lá chắn làm bằng sắt đen cho toàn bộ quân binh sĩ trang bị lá chắn. Chắc chắn giao súng không xuyên, tiêu diệt Nam Đường. Chỉ trong chốc lát. Tốt. Đường khuyết ngươi vẫn còn mặt mũi ngồi đây sao quân đội bắc liêu không những không rút lui ngược lại càng tấn công dữ dội lạc tướng quân đều là tại tên thái giám này nhài xem hắn đem vũ khí đến có tác dụng gì chứ quân đội bắc liêu đều dùng lá chắn làm bằng sắt đen thứ vũ khí đó vốn dĩ không xuyên qua được tiếp tục thế này nam đường sớm xong đời rồi la tướng quân theo ta thấy nhanh đem tên tiểu thái giám này giết quách đi đem đầu hắn cho bắc liêu đổi lấy sự tha thứ của bọn họ báo công chúa bắc liêu muốn diện kiến La tướng quân, đã lâu không gặp, ngươi đến đây làm gì công chúa? Đương nhiên là để khuyên ngươi đầu hàng rồi La tướng quân, kẻ thức thời là người tuấn kiệt. Súng của Nam Đường đúng là lợi hại, cũng không phải là đối thủ của Bắc Liêu. Ta khuyên các ngươi, vẫn là nên sớm đầu hàng đi, nếu như sớm biết cúi đầu, ta đảm bảo ngươi được vinh hoa phú quý cả đời. Đương nhiên, đây chính là ân điển của bổn công chúa. Bằng không phá nát cổng thành này, ta muốn tất cả người dân Nam Đường đều chết không có chỗ chôn thân. Ngạo mạn. Trước khi phẫn nộ nên nghĩ cho kỹ hậu quả làm hại ta. Hậu quả ngươi gánh vác được không? La tướng quân, đừng quá kích động, chúng ta từ từ cầu xin công chúa, công chúa bản tính lương thiện, nhất định sẽ tha cho chúng ta, xem ra Nam Đường vẫn còn có người thông minh. Chết miệng ngươi đi. Công chúa, tên thái dám chết tiệt lại là ngươi người. dám động đến ta ngươi chết chắc rồi ta nói cho ngươi biết ta sẽ băng ngươi ra làm nghìn mảnh ngươi có quỳ xuống xin tha mạng gọi ta là tổ tông cũng vô dụng dám rửa thói ngang ngược ở trên đất nam đường ta nói cho ngươi biết để ngươi làm màu một chút ngươi tưởng ta là mèo con chắc hai nước do chiến không nói đến lịch sử đạo lý này ngươi cũng không biết sao hơn nữa ta còn là một nữ nhân tên nam nhân nhà ngươi ngươi động tay với ta ngươi còn xem là anh hùng hào hán sao ta đánh ngươi chưa ta chỉ đá ngươi thôi Ta nói cho cô biết, liên quan đến hương vong đất nước, bất kể là nữ nhân hay là túi quân mát, ta cũng thẳng chân đạp. Ta bây giờ đếm đến ba hoặc là quỳ xuống xin lỗi ta. Hoặc là nhanh chóng cút khỏi đây. Ba, hai, một. La tướng quân, ngài hồ đồ sao, vô dĩ vẫn có thể tiếp tục đàm phán, bây giờ đều bị hủy do tên tiểu thái giám này rồi. Đường khuyết, sao ngươi lại tự ý làm bậy như vậy, làm sao ta có thể giải thích với người dân đây, không phải là đánh trận sao. Ông đây không chỉ có súng, mà còn có một vũ khí bí mật. <laughs> ta nhất định phải giết tên thái giám đường khuyết đó. Đường khuyết dám mạo phạm công chúa sao? Hắn ta vậy mà dám đạp ta. Hay lắm đường khuyết. Dám ba lần năm lượt khiêu khích bác liêu ta. Xin công chúa yên tâm. Thần hôm nay sẽ đích thân ra trận. Thề sẽ san bằng nam đường san bằng nam đường cho ta, tướng quân. Không hay rồi, trận địa tiền tuyến bị phá Đoàn rồi. mục tử dẫn người giết đến đại bản doanh rồi, cái gì có súng chặn đánh. Sao bọn chúng có thể đánh vào được, người Bắc Liêu, đều có la chắn làm bằng sắt đen. Súng vốn dĩ không xuyên qua được, ta sớm đã nói rồi, la tướng quân, cái thứ đó cơ bản không dùng được. Đoan Mục Tử là người thế nào chứ? Đường đường là một thần quân Bắc Liêu, một mình hẳn có thể chống được thiên quân vạn mã. Bây giờ thì hay rồi, hắn ta dễ dàng phá tan trận địa. Chúng ta nếu như không đầu hàng, sợ là sớm muộn cũng rơi vào đường cùng. Ê cái thứ cho má nhà ngươi, chưa đánh đã muốn đầu hàng rồi sao? Cái thứ nhu nhược nhà ngươi, tên thái giám đáng chết, ngươi chết đến nơi rồi, ngươi có biết không? Quân Bắc Liêu chỉ cần đến đây, Người chết đầu tiên chính là ngươi, chỉ là cái lá chắn thôi sao? Ta đến cái này mà cũng không giải quyết được, còn muốn giữ chức tổng quản là La tướng quân, ta có ý này, có thể khiến Đoan Mục Tử quay về. Ta đã nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, chỉ cần dựa vào cái người là có thể phá tan thiên quân và ngay cả móng ngựa cũng không còn. Chém gió cũng không biết thời điểm. Đúng là một đám vô dụng. Thứ này là gì vậy? Trước nay ta chưa nghe nói đến, cũng chưa thấy bảo giờ. La tướng quân, thứ này ta gọi là đại bác, uy lực khổng lồ. Ngài đợi ta một chút, ta đi rồi sẽ về. đường tổng quản thế nào rồi đen người lên đây việc việc này đoan mộc tứ không thể nào chuyện này chuyện chuyện này không thể đường tổng quản ngài quả là thánh nhân đại bác đó thật sự là vũ khí giết địch sức mạnh vô địch đến thần quân của bác liêu cũng bị tóm sống đoan mộc tử ta có đồng ý quy phục nam đường không đường hòng Bắc Liêu có trăm vạn hùng binh, Nam Đường yếu ớt sao chứ nổi tượng sống như ta? Lần này nếu không phải ta sơ suất, sao để thua dưới tay một tên chó gà như Hay lắm, có khẩu khí. Lần này ta sẽ thả ngươi ra. Đợi ngươi chuẩn bị xong xuôi, chúng ta lại đánh tiếp. Ngươi muốn thả ta, đúng vậy. Bổn tổng quản muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, được có khi phách bổn thần quân lần này nợ ơn ngươi lần tới nhất định ta sẽ thắng ngươi đến lúc đó cũng sẽ tha mạng chó cho ngươi ha 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 việc việc này ấy này này sao lại thả hắn như vậy tại sao ngươi lại thả hắn ra la tướng quân ngài không nói được câu nào sao đây là hồ đồ đó la tướng quân hắn đang thông đồng phản nước đó còn trần trừ gì nữa mau lôi hắn xuống dưới chém đầu đi chém 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 cái đầu ngươi nhà đừng ngươi. có quên khi bắc liêu muốn tấn công ngươi là người đầu tiên muốn chém hắn. cũng là chém ngươi ta là vì nghĩ cho dân chúng ta khinh ngươi nói dối không sợ thiên lôi đánh chết à vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại thả tên đoan mục tứ nếu như ngươi đã thật lòng muốn hỏi vay ta từ bi nói cho ngươi biết xem như ta đã bắt được tên đoan mục tứ và sẽ giết hắn điều này chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của bắc liêu mặc dù chúng ta có súng có đại bác nhưng dù sao trăm vạn hùng binh bắc liêu cũng không là gì cũng làm chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng ta tha cho đoàn mục tứ sẽ làm cho quân Bắc Liêu bất ổn, tự bại chính mình. Ngày xưa có Gia cát lượng 7 lần bắt mạch hoạch, bây giờ có đường khuyết hai lần bắt chiến thần. Cái này cũng xem là một câu chuyện, ngươi chém gió, cái gì mà Gia cát lượng sao ta chưa bao giờ nghe đến, ngươi đúng là ngu si. Được, tin hay không trong 3 ngày, quân Bắc Liêu chắc chắn sẽ có động tĩnh. công chúa, thần quân sao lại bị thương nặng thế này? Vết thương của ta không sao. Không ngờ tên đường khuyết đó, đột nhiên sử dụng vũ khí gọi là đại bác, có thể nổ tung lá chắn sắt đen của chúng ta. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Không sao. Bổn thần quân sớm đã nghĩ ra cách xoay sở, nếu đã không thể đánh chính diện. Vậy chúng ta sẽ tấn công ban đêm. Thần đã huấn luyện một đội ưu tú. Võ công cao cường có thể đi chăm dặm ban đêm. Ta hôm nay sẽ đích thân dẫn đội đánh úp, nhất định sẽ bắt được tên thái giám đó. Báo. Thế nào rồi? Tiên tuyến có tin tức gì không? Nam Đường có phải đã hết sạch đạn gạo không? Sắp phải rút quân rồi. Không có thưa công chúa. Nam Đường không chỉ không thiếu lương thực. Ngược lại ngày nào cũng ăn uống no say. Thảm là chúng ta ở đây. Lương thực sắp sạch rồi. Bây giờ các huynh đệ bắt đầu phải gặm đến cỏ cây rồi. Chuyện này không thể nào. Thần quân nói. Ngài ấy đã đốt sạch kho lương của Nam Đường rồi. Làm sao bọn chúng còn lương thực chứ? Tôi nghe ngóng được. Bọn họ hình như có một thứ được gọi là lẩu tự sôi thứ này dễ dàng mang theo dễ dàng vận chuyển đốt sạch lương thực sớm đã được bọn họ tiếp tế rồi cái gì mau đưa tha đi xem thử nào hôm nay không say không về đường đại nhân ngài nghĩ ra được nồi lẩu tự xôi này thật sự rất thơm có thịt có rau còn rất tiện lợi còn có lương khô nữa chỉ cần ăn một miếng nhỏ một ngày không thấy đói những thứ này đều là chuyện nhỏ điều quan trọng nhất chính là huynh đệ đoan mộc huynh đệ đoàn mộc giúp ta đánh yểm trợ không thì chúng ta lấy đâu ra lương thực đúng vậy ly này chúng ta kính đoan mưu bảo sao là thần quân ai công chúa người đâu mau trói tên đoan mộc tứ lại cho ta trừng phạt tại chỗ khoan đã gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đó dám bất kính với ta xin hoi công chúa thân rốt cuộc phạm tội gì phạm tội gì ngươi tự mình không biết hay sao còn mặt mũi hỏi ta được vậy ta hỏi ngươi ngươi và nam đương rốt cuộc có quan hệ gì nam đường tại sao ba lần năm lượt tha cho ngươi hơn nữa ngươi nói với ta đã đốt sạch kho lương thực nam đường tại sao bổn công chúa lại nghe được một chuyện ngươi mấy ngày nay cố ý không tấn công chính là để nam đường có thời gian tiếp tế lương thực công chúa chắc chắn có hiểu lầm đừng dễ tin vào lời đồn đây chính là mưu kế của địch hiểu lầm lời đồn mưu kế bổn công chúa chính mắt nhìn thấy chính tay nghe được công chúa đây chắc chắn là gian kế của tên chó thái giám ta cuối cùng hiểu được hắn cô ý tha cho ta chính là để phá hoại quan hệ của chúng ta người đâu đem tên phản nghịch này xuống cho ta. <laughs> công chúa phải làm sao bây không giờ? Không còn đấy. tên phản bội này, ta vẫn có thể trinh phạt Nam Đường. Truyền lệnh xuống dưới, toàn lực công thành. Đường tổng quản dự liệu như thần. Theo mật vụ báo cáo, Đoan Mộc Tứ và Mộ Dung Thanh đã bất hòa không rồi. Không biết tung tích đợi ta thắng trận về chiều, ta nhất định sẽ bẩm báo công lao của ngài. Lão tướng quân, khách sáo rồi, hiện nay tình hình chiến trận cũng ổn định, vậy ta xin phép phụng mệnh về Hoàng Thành trước hôm nay rời xa, không biết khi nào mới gặp lại. Nếu như ngài cần bất cứ điều gì, lão phu nhất định không từ chối. Nghĩa phụ, Bắc Liêu lại tập kết quân đội đánh quân Nam Đường, bọn Bắc Liêu này có chết cũng không thay đổi. Chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn tự mình ra tiền tuyến, quét sạch sĩ khí của bọn chúng. Vâng. Đường tổng quản ta không tiễn ngài được rồi. Thanh Sơn đường tại. Lục Thủy trưởng lưu. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Đọa Châu. Ngươi xem lão tướng quân này. Hoàng Trung và Liêm pha cảm giác thế nào? Già như vậy vẫn còn ra trận. Cũng tốt. Không cần ta bận tâm nữa. Phụng mệnh trở về Hoàng cung nào. Muốn đi, không dễ thế đâu. Chúng ta cứ thế mà đi, không thì sao nữa. Qua thuận lợi rồi, có gì đó sai sai. Đặc biệt là Lạc Văn Bình, hắn bình thường rất ghét người. Mấy nay không thấy động tĩnh gì, cũng có lý đó. Bắt hết bọn chúng lại đem về. Lão Dướng Quân nếu có gì bất chắc. Các ngươi đừng hòng thoát tội, đi. la tướng quân vết thương vô cùng nghiêm trọng ngay cả vị thần y ta mời đến cũng bó tay tuyết tướng quân người phải nén đau thương nghĩa phụ thần y xin ngài cứu nghĩa phụ của ta vết thương do súng gây ra vô cùng lớn hơn nữa miệng vết thương còn bị nhiễm trùng kể cả ta cũng không thể cứu chữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi bọn ta đi không phải vẫn tốt sao việc này phải hỏi các người nghĩa phụ chỉ huy chúng tôi tấn công bắc liêu ai có ngờ bắc liêu cũng có súng khiến cho quân ta thương vong nghiêm trọng ngay cả nghĩa phụ cũng bị trọng thương súng là do ngươi phát minh ngoại trừ ngươi còn ai biết cách chế tạo nhất định là ngươi bán nước cầu vinh đừng có ăn nói linh tinh bản vẽ và cách chế thuốc đều đang ở công bộ đã rất nhiều người biết rồi cũng không còn là bí mật nữa công bộ cách xa hoàng thành sao lại có thể truyền đến bắc liêu nhanh như vậy nhất định là ngươi đừng có chối nữa được rồi được rồi để ta xem thử lão tướng quân vẫn còn cứu được đường khuyết ngươi có bị điên không ngay cả thần y của nam đường cũng không trị được tiểu thái giám như ngươi thì có cách gì chứ theo ta thấy ngươi đang muốn kéo dài thời gian hắn không trị được không có nghĩa là ta không trị được kiến thức của ông đây ngươi nghĩ ngươi biết được chắc tiết tướng quân cẩn thận kẻo hắn hạ độc la tướng quân được ta uống trước là được Đã được chưa? Một tiếng sau, La Tướng Quân sẽ tỉnh lại. Ngươi có ý gì? Sao lại đơn giản thế? Không thì sao ngài ấy chỉ bị nhiễm trùng? Uống chút penicillin là được rồi. Điều kiện trị bệnh của các ngươi quá lạc hậu, mới nghĩ bệnh này nguy hiểm, trẻ tuổi nhưng khẩu khí không nhỏ. Lão Phu tung hoành khắp Nam đường mười mấy năm, cũng chưa bao giờ nghe qua loại thuốc penicillin. Ngươi không phải chỉ là một tên phế vật, còn giả vờ cái gì chứ? Ngươi ngu si đần độn ta không trách ngươi, nếu như ngươi còn lắm mồm, ta sẽ một đao chém chết ngươi được, thiên cùng hữu vũ. Nhân cùng hữu họa, một lúc nữa, ta xem ngươi chết thế nào. Một tiếng đã qua rồi, La tướng quân vẫn chưa tỉnh lại. Đường khuyết ngươi còn điều gì muốn nói không? Tốt quá rồi, nghĩa vui cuối cũng cùng tỉnh rồi ta vẫn còn sống sao, sao lại có thể như vậy? Đường đại nhân, trước đó đã đắc tội với ngài, xin ngài tha tội, bây giờ đã biết vỏ quýt giày có móng tay nhọn chưa? Cậu nhóc này đúng là thần y tái thế, lão phu hành y bao năm, cũng chưa bao giờ thấy được thần dược này. Hôm nay đúng là lão phụ được mở rộng tầm mắt, cũng chỉ là ăn may thôi. Có gì mà đắc ý chứ, xem như ngươi đã cứu được la tướng quân, cũng không chứng minh được ngươi không phải là phản đồ. Cái thằng điên này, Ta mà là kẻ phản bội bây giờ đã đến Bắc Liêu để hưởng vinh hoa phú quý, ta hà cớ gì phải quay lại làm thái giám. Cũng giả. có lẽ ngươi muốn tiếp tục che giấu làm gián đẹp Thậm chí ám sát cả Bệ hạ, ta tin Đường khuyết. Anh ấy không phải phản đồ, là tướng quân, ngài nhất quyết không thể bị tên này mê hoặc, các ngươi ra ngoài hết đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với Đường khuyết. Vâng, La công tử mời. Nhỏ tiếng thôi là ta. Thần quân, là ngài sao? Làm ta hết hôn. Có phải chính ngươi là người đem cách điều chế thuốc cho mộ dung thanh? Thần quân, dự đoán như thần. Chuyện gì cũng không qua mắt được ngài. Bớt tầng bốc đi, tên đường khuyết này hại ta thân bại danh liệt. Ta phải bắt hắn đem về Bắc Liêu. Rửa sạch hàm oan của ta, sau đó sẽ chém thành trăm mảnh. Ta có thể giúp thần quân một tay. Ta và hắn có mối thù không đội trời chung. Được. Ây Đây không phải là Bắc Liêu thần quân sao? Sao có mấy ngày không gặp mà nhìn thảm vậy? Theo ta đi một chuyến. Nếu như đồng ý theo ta về Bắc Liêu, ta bảo đảm nửa đời còn lại ngươi được sống trong vinh hoa phú quý. Ngươi xem ngươi đã thảm thế này rồi, còn nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Đường khuyết. Mắt chó nhà ngươi bị mù à? Vị này chính là Bắc Liêu thần quân. Gặp rồi còn không mau cúi đầu xin tha. Ấy ta đây. Chỉ quy trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Ngoài ra nhất định không quỳ. Nói thế này, chính ngươi là người tiết lộ cách điều chế thuốc súng. Ta chính là chim khôn biết chọn nơi đậu. Người khôn bỏ nơi tối tăm. Ta khinh không biết xấu hổ. Nếu không theo ta về. Hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Nói cho các ngươi một việc. Các ngươi bị trúng kế rồi. Đường khuyết, ngươi cố tình để lộ điểm dụ bọn ta cắn câu. Xem ra, ngươi hôm nay là muốn chơi khô máu rồi hỏng rồi hắn đang mặc áo giáp thiên tầm đến súng cũng không làm hắn bị thương đường đường là bắc liêu thần quân áo giáp thiên tầm áo giáp thiên tầm tưởng ngầu lắm sao cũng vẫn bị ăn một phát súng của ta đồ ngu ngốc chết miệng ta giết ngươi đường khuyết chết đi Đường khuyết. Đường khuyết. Ta sẽ chết sao? Không can tâm, ông đây vẫn chưa hưởng thụ đủ. Ta vẫn còn sống thơm quá. Không ngờ cô nàng nam nhân này thân hình lại đầy đủ đến vậy. Tiết tướng quan, để ta ngươi nghỉ sớm đi, được, cô làm đi. Hay hay ta lập được nhiều công lao như vậy, không lẽ định lấy thân đền đáp sao? Ngươi làm gì đây, định xám sát chồng sao? Chồng ngươi có thứ đó không? Đừng vờ vịt nữa, mau ngồi dậy thu dọn đồ đạc trở về Hoành Thành. Ấy lão gia đại sự không hay Coi rồi. có chuyện gì cuối cùng cái gì trong quân, quân truyền tin thiếu gia hành thích đường khuyết thất bại đã bị giết ngay tại chỗ rồi cái gì lão gia lão gia lão gia lão gia lạc thiên thu tư thông với địch buôn lậu thuốc lá làm hại dân chúng nam đường chấm truyền chỉ lạc thiên thu sẽ bị xử tử và tịch thu của cải đường khuyết có thần Chuyện tịch thu của cải của Lạc gia, để ngươi làm chủ, tuân mệnh. Đại nhân đã tính được, tài sản của Lạc gia tổng cộng là 20 vạn lượng, 20 vạn lượng. Cái lão Lạc Thiên Thu này tham ô không ít, ta nói cho ngươi biết. Cuộc đời ta ghét nhất là, chính là tham ô vơ vết của dân, hứ ta gặp một giết một. Đại nhân, hạ quan có sai sót một chút. Tài sản của lạc gia tổng cộng là 200 vạn lượng. Cái gì? 200 vạn lượng. Một hộ dân một năm thu nhập 20 lượng. Đây chính là thu nhập của 10 vạn hộ dân. Lão Lạc Thiên Thu này chết một lần. Thật sự quá dễ dàng rồi. Đại nhân, hạ quan cuối cùng đã xem rõ. Tài sản của Lạc Gia tổng cộng là 2.000 vạn lượng. Vẫn còn rất nhiều không ghi vào sổ sách. Đại nhân, hay là đem những thứ này đến phủ của ngài trước, đợi kiểm tra rõ ràng rồi mới báo lên trên. Đại nhân, người thấy thế nào? Bệ hạ hiện giờ, công vụ bận rộn chuyện nhỏ này cứ để vi thần xử lý. Đại nhân, ngài là số một bái phục, bái phục. Tham kiến bệ hạ, thần có chuyện muốn bệ hạ phê duyệt. Bây giờ Lạc Thiên Thù đã chết, quân thần phục tùng. Vạn dân yên ổn quốc gia an cư lạc nghiệp, nhân dân ngày càng phát triển, đường khuyết, công lao của ngươi không kể hết, lần này chẳng không chỉ muốn phong người là nhất phẩm. Nhưng vẫn đang nghĩ, ông đây bây giờ vừa có tiền vừa có gái làm quan làm gì nói bệ hạ từ quan cùng với uyên nhi đi chu du thiên hạ ây ra đời này hối hận nhất là chưa làm gì được hoàng đế hay là ép ta dẫn theo chết dưới cây hoa mẫu đơn làm ma cũng phải phong lưu hi 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 đường khuyết lời bệ hạ nói lúc này ngươi đã nghe hết rồi thần vừa từ lạc phủ lục xét được nghìn vạn lượng bạc đều để ở phủ không ai được phép động xin bệ hạ nhận cho còn có kỹ thuật làm muối của thần đều giao cho công bộ xử lý thần muốn từ quan đi ngao du thiên hạ hy vọng bệ hạ phê duyệt bệ hạ cứ để hắn đi thế để thần sao? đi bắt hắn quay về hắn muốn đi ngươi cũng không cản được vậy cứ để thế sao hay là ta phái ngươi đi bắt hắn về đây chém đầu thị chúng ngươi có nỡ không thần có gì mà tiếc chứ thần mãi mãi sẽ bên cạnh bệ hạ được rồi chút tâm ý của ngươi đều viết hết lên trên mặt rồi nhưng có điều hắn cuối cùng cũng chỉ là thái giám ngươi ở cũng hắn cũng không được hạnh phúc chia tay sớm bớt đau khổ